Nếu mà đi học thì còn lý do là xe cộ này kia, còn nếu mà học online thì các em cố gắng thu xếp, cố gắng thu xếp, vì ảnh hưởng tới nhiều người khác. Rồi chúng ta bắt đầu với học. Thì nhắc lại các em lần nữa, tức là thầy đã đánh giá cao cái việc mà chúng ta hợp tác, các em giơ tay khi mà câu hỏi đặt ra là các em hợp tác với thầy. Và khi bấm máy á, khi mà giơ tay thì các em nhớ là phải bật micro và bật cái camera luôn. Tại vì tập cho các em quen với lại những cái thời gian mà gọi là cái văn hóa của 4.0 này. Hôm rồi các em học tới đâu rồi nhỉ? Hôm rồi các em học tới đâu rồi? Dạ mới có buổi đầu tiên thầy ơi. Biết rồi, nhưng mà học tới cái phần nào rồi em? Tại vì thầy dạy nhiều lớp, thầy sợ là nó nhầm lẫn á. Có bài Dạ kỹ tới năng nó gì thầy? tạ với cảm ơn á thầy. À, mới tới cảm ơn hả? Còn xa quá phải không ạ? Dạ đúng rồi thầy. Ít quá ha. Rồi rồi rồi, hôm nay chúng ta tăng tốc lên nha. Em nhớ em đánh dấu tới đó. Ủa cái đó lúc lúc đó là cái kỹ năng thiết lập mối quan hệ phải không? Học trước trước dịch luôn nên em không nhớ nữa thầy, em chỉ nhớ là em đánh cái dấu À. tới cái slide này thôi là thầy. Bài số Dạ 1, bài nào em, bài nào buổi vậy? đầu tiên là bài kỹ năng mềm trong giao tiếp. Rồi. Dạ. Tiếp theo bài nào nữa? Là tới cái mà xin lỗi xin chào với cảm ơn đó thầy. Tôi nghĩ là cái đó phần đó là chắc cái bài bài tiếp theo á. Cái rèn luyện nhân cách nữa thầy, cái rèn luyện nhân cách xong rồi tới cái xin chào xin lỗi cảm ơn đó thầy. À, mấy cái đó thôi Dạ qua khỏi cái smart cái này là thầy 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 thấy trên màn hình của em thầy. quên. Ok, rồi cảm ơn em. Dạ. Rồi mới tới đó thôi phải không? Bây giờ chúng ta qua tới các yếu tố ảnh hưởng trong giao tiếp nha. Rồi. Và lát nữa khi mà thầy mời thì các em nhớ bật camera với là bật micro nha. Dạ. Còn thì không cần, nhưng mà lát nữa đó. Cái tôi thử tới giao tiếp thì trong cái giao tiếp thì chúng ta sẽ có người nói và người nghe. Ai cũng nói thì lấy em mà nghe, ai cũng nghe không thì lấy em mà nói. Thì chúng ta có cái người đưa thông tin là cái người send message, người đây là người đưa thông tin và người nhận thông tin, phải có người đưa và người nhận. Sau đó đến lượt cái người này thì lại nhận thông tin với lại đưa thông tin trở lại cho người cái bên kia, và như vậy chúng ta sẽ có một cái đi, cái thông tin đi và thông tin về, đi và về. Feedback là đi về. Như vậy đi đây có thể là bác sĩ, có thể là dược sĩ, có thể là y tá điều dưỡng, nói chung là nhân viên y tế, và bên nhận đó là bệnh nhân hoặc là thân nhân của bệnh nhân. Thì chúng ta có thể đưa đi bằng nhiều cái kênh, là cái channel. Cái kênh đó có thể là tư vấn trực tiếp, có thể là một cái email, một cái bản thông báo, một cái tờ rơi. Tất cả đó là chúng ta phải sử dụng các cái thông tin đó để làm sao chuyển tải được cái thông tin của mình đến bệnh nhân và đến thân nhân của bệnh nhân. Và sau đó thì ngược lại, sự phản hồi từ bệnh nhân. Bệnh nhân nói là uống thuốc này vô sao thấy nó chóng mặt, uống thuốc này vô sao đi tiểu nó có màu đỏ sậm, vậy đó. Thì cái kênh đó nó sẽ bị một cái yếu tố nhiễu. Yếu tố nhiễu là nó có thể làm cho cái thông tin mình chuyển đi nó không có được trọn vẹn. Bây giờ chúng ta sẽ xem những yếu tố nhiễu đó là cái gì. Thí dụ như khi mà một câu chuyện xảy ra là người cha đưa đứa con đến bệnh viện để cấp cứu vì mổ ruột thừa, trong lúc mà
bác sĩ có ngó ra có thăm khám gì đó, rồi sau đó đi vô một chút thì cái người cha mới bực bực tức quá, mới la lối lên tại sao mà bệnh viện này có thiên vị này kia, không có công bằng là cái gì hết, con tôi đến sớm mà không được vô, trong khi những người đến sau thì lại được đưa vô cấp cứu, và con tôi đang chờ cấp cứu thì không được nhận. Thì ông bác sĩ mới lấy tay ông chỉ về phía người cha, có thể là ông nói rằng là đây đâu phải là cái nơi mà cái chợ hay là cái gì đâu mà la lối ầm ĩ như vậy. Thì đó là mới cái người cha tới ông bác sĩ, bắt đầu tới đứa con đang nằm cấp cứu đó ngồi bật dậy rồi đánh ông bác sĩ. Thì câu chuyện như vậy là do cái yếu tố nhiễu này làm cho cản trở mối quan hệ giao tiếp. Bây giờ nói riêng từng người, đầu tiên là ông bác sĩ trước, tại sao không hiểu rằng người cha người ta sốt ruột vì đứa con, người ta chưa từng học qua cái lớp kỹ năng giao tiếp. Không yêu cầu một cái bệnh nhân nào vô trong bệnh viện phải học qua lớp kỹ năng giao tiếp, không yêu cầu bất kỳ một bệnh nhân nào vào trong bệnh viện phải thế này thế nọ. Như vậy thì người bác sĩ phải hiểu rằng do cái tâm trạng của người ta lo lắng và do cái sự quá khích đó cho nên mới có hành động nông nổi như vậy, thì lẽ ra người bác sĩ nên ôn tồn một cách chuyên nghiệp, giải thích cho bệnh nhân rằng này không nói gì hết mà lại có thái độ như vậy. Thì đó là cái yếu tố nhiễu thứ nhất. Cái thứ hai là về phía người cha phải là dùng những cái ngôn từ đó thì quá nặng lời đối với một nhân viên y tế, mà trong khi phải hiểu rằng người ta khám bệnh xong, người ta lấy máu, người ta mới xem coi bạch cầu nó có tăng hay không, rồi xem coi chờ cái khám siêu âm nữa để quyết định cuối cùng là có mổ ruột thừa hay không, thì phải có thời gian, đâu phải là đưa vào đó là mổ đâu. Cho nên là muốn quyết định mổ hay không thì người ta phải có một cái tiêu chí, bộ tiêu chí để có thể quyết định mổ hay không. Như vậy thì người cha này cũng không hiểu gì về chuyên môn, tại sao lại nói những lời nặng nề như vậy. Thì tóm lại là giữa người cha và giữa người bác sĩ đó thiếu một cái yếu tố nhiễu. Yếu tố nhiễu này không phân tích được cho nên nó đưa đến người sự cớ như vậy. Chúng ta hình dung một cái người đưa thông tin lên, người sender chuyển tải thông tin để đi qua cái giọng nói của mình, đi qua một cái kỹ thuật số là encode, tức là mã hóa. Mã hóa thì nó chuyển cái thông tin đó sang đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia nhận cái thông tin đó mới chuyển trở lại cái giọng nói đến người nhận. Chứ đâu phải là kỹ thuật số nó có thể chuyển cái giọng nói được. Ngày xưa thì chúng ta có thể chuyển âm thanh bằng cách khác, còn ngày nay chúng ta chuyển bằng kỹ thuật số. Nhưng mà nếu mà không có giải mã được thì sẽ không nhận được. Và câu chuyện này nó xảy ra rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ là câu chuyện mà tại bệnh viện về một cái trường hợp mà mổ ruột thừa cấp cứu, mà nhiều khi trong cuộc sống hôn nhân và gia đình thì lúc mà quen nhau thì có thể là ánh mắt, một nụ cười cũng có thể hiểu nhau, rồi đến khi lập gia đình do những cái công việc nó áp lực, rồi do đủ thứ chuyện xảy ra cho nên là cái kiềm chế nó không còn là như ngày xưa nữa. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có nói rằng là khi yêu nhau vì say cho nên người ta không thấy hết những lỗi lầm của nhau, còn khi lấy nhau vì tỉnh cần phải tha thứ những cái lỗi lầm mà khi yêu vì say người ta không thấy hết. Ở đây có thể có thấy hết những lỗi lầm hay không? Khi mà cái người chồng á, thì trách người vợ, là người vợ cũng trách người chồng, mà có những cái khi mà lời trách móc đó nó hơi là quá đáng. Thí dụ như người vợ thì nói người chồng á, là anh nói anh chờ tôi suốt cuộc đời được, mà chờ đi vô làm nail, làm tóc hay là shopping gì đó mà có mấy nửa tiếng đồng hồ mà la lối sùm hết vậy. Thật ra thì sốt ruột để về để coi đứa con nó nhà nó học hành như thế nào, rồi coi ở nhà nó cửa nẻo như thế nào, đâu phải rảnh rỗi rồi mà đứng đó mà đi dông đi rỗi, trông đi rỗi. Còn người chồng thì cũng trách người vợ. Ngày xưa em nói em nâng khăn sửa túi cho tôi, bây giờ toàn thấy sửa lưng không à. Nói chuyện qua lại qua tiếng lại là do cái yếu tố nhiễu đó, nó làm cho cái mối quan hệ đó nó bị xáo trộn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái yếu tố nội tại đó là cái gì. Yếu tố nhiễu đó thì trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ của người thầy thuốc
của người bác sĩ, của người dược sĩ, của người y tá điều dưỡng, của người ban lãnh đạo bệnh viện. Người nào cũng mang trong người một cái yếu tố nội tại. Yếu tố nội tại đó có thể là văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ, chuyên môn, tuổi tác, sức khỏe, tâm trạng. Tất cả cái đó nó làm đến làm nhiễu lên cái thông tin mà cái người đó muốn chuyển tải là cho bệnh nhân. Và ngược lại, thân nhân và gia đình bệnh nhân cũng vậy, cũng mang trong người những yếu tố nội tại này. Cho nên sẽ có thể yếu tố nhiễu. Thí dụ như, bây giờ nhiễu như thế nào? Một bên là nói tiếng Anh, bên nói tiếng Nhật, làm sao ai hiểu nha được? Như vậy là phải có cùng tiếng nói chung. Đó, hồi nãy câu chuyện mà thầy đã phân tích cho các em một cái thí dụ thôi, để thấy rằng hai bên không có hiểu nhau, cho nên nó mới đưa đến nồng mỗi như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái văn hóa về cái cách dạy con để cho nó hung đúc vào trong cái tinh thần của cái người công dân, của người đứa bé đó. Thì một cái tố chất của một con người nó quyết định từ cái đầu tiên, đó là cái khí chất. Khi sinh ra đã mang sẵn trong người cái khí chất. Có người thì tánh tình rất là điềm đạm, có người tánh tình rất là đại khái là có cách là có hướng ngoại, có người là hướng nội. Mỗi người sẽ có một cái khí chất ở trong, mang trong người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hoàn cảnh xuất thân. Có những người xuất thân từ một gia đình giàu có, người thì gia đình là gặp nhiều khó khăn, giàu có cho nên là học trường quốc tế ngay từ khi còn nhỏ, đi học nước ngoài, đi về đi làm. Như vậy mọi thứ là cái vấn đề mà hiểu được cái sự, cái nỗi khổ của những người khác thì cũng khó mà có thể mà hiểu một cách đầy đủ nhất, hiểu một cách là trải nghiệm nhất, không có. Rồi có những người thì lại xuất thân từ một cái trại mồ côi, vân vân. Thì như vậy cái số 2 là cái hoàn cảnh xuất thân. Cái số 3 là môi trường giáo dục, từ trong nhà, ở học đường, ngoài xã hội. Ngoài xã hội chúng ta có bị học, có giáo dục cho mình hay không? Có. Thử mà vượt đèn đỏ có người quát liền. Thử mà ra đường mà phun nước bọt ngoài đường là có người đập mình liền. Đó là cái giáo dục của xã hội. Nó hòa quyện vô, nó tạo ra một cái tố chất của một con người, tạo ra một cái cá tính của một con người. Còn cái cuối cùng nữa là cái môi trường làm việc. Làm việc trong môi trường kinh doanh, làm việc trong môi trường sự nghiệp, trong môi trường bệnh viện, mỗi một cái môi trường làm việc nó cũng tạo cho người ta một cái ảnh hưởng đến cái đức tính đó. Và như vậy thì cái tố chất của một con người, cái đặc tính của một con người nó rất nhiều thứ ảnh hưởng. Cho nên là khi chúng ta tư vấn, nếu chúng ta là người tư vấn và chúng ta là cái người nhận tư vấn, đều có mang trong người những cái tố chất đó, những khí chất đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem nó khác biệt giữa cái phương Đông và phương Tây, khác biệt giữa các cái vùng miền trong mỗi quốc gia cũng có sự khác biệt. Thí dụ như ở thông thường ở bên châu Âu đó, là những quốc gia mà ở Bắc Âu đó là những cái nơi mà thời tiết lạnh, những cái nơi sương mù, cho nên cái người dân ở vùng đó thì người ta trầm lắng hơn, lại có những cái văn chương thi phú, người ta hay nghĩ tới chuyện đó. Còn cái người Nam của châu Âu á, người Nam của châu Âu á thì lại tính tình nó có vẻ là cởi mở hơn, giao tiếp bên ngoài hơn, tại vì trời nóng mà phải chạy ra bên ngoài, và cái giao tiếp bên ngoài cho nên cái sinh hoạt, cái suy nghĩ nó cũng có khác nhau đôi chút. Chúng ta nói về cái văn hóa phương Đông và phương Tây, các em nhìn qua đây nha. Hình số 1. Ở đây thì thẳng tuột tức là thẳng thừng. Khi người phương Tây góp ý, khi người phương Tây nói chuyện, thể hiện cái quan điểm cá nhân mọi đâu đấy rõ ràng. Nhưng mà người phương Đông mà nếu nói rõ ràng như vậy thì hơi xúc phạm, hơi đụng chạm đó. Phải nói vòng vo, nói quanh co, thì đây mới là cái style của người châu Á. Như vậy thì có cái nào đúng, cái nào sai? Ở đây không đúng, cũng không sai. Mà đó chỉ là cái quan điểm cá nhân. Mỗi cái nó có cái hay, mỗi cái có cái ưu điểm. Thì chúng ta không có bàn gì về cái đúng và cái không đúng, mà chúng ta chỉ bàn về có sự khác nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phương thức sống. Phương thức sống thì với người phương Tây đó là
họ sống theo độc lập, còn người phương Đông là sống theo cái khuynh hướng là tập thể kết hợp. Thế thí dụ như người phương Đông thì người ta, người phương Tây thì người ta đi du lịch đó, thì mỗi người ta mua cái vé máy bay, sau đó thì người ta tự tiền, người ta xoay sở để người ta đi du lịch. Và như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng cái người phương Tây thì người ta xoay sở sẽ tốt hơn người phương Đông. Lúc đó người ta biết cách là coi bản đồ, lúc đó người ta biết cách là dùng cái GPS, dùng cái này cái nọ để mà người ta đi du lịch. Và cái sở thích của người ta và cái thú vui của người ta là để khám phá, để tìm hiểu về đất nước, về con người, về phong cảnh, những nơi mà người ta thích người ta đến. Còn nếu mà chúng ta đi theo đoàn á thì nó rẻ tiền hơn, nhưng mà cái đoàn đó người ta sẽ chở mình đi vô những chỗ mình không thích, cũng phải cấm đầu cấm cổ vô đó, ráng ngồi định xe chờ xong đi qua chỗ khác. Cái đó là hai cái phương thức sống khác nhau. Thứ ba là về cái phân bậc cấp trên và cấp dưới. Thì với người phương Tây, người ta quan niệm cái người mà thủ trưởng đó là một cái người làm công ăn lương cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ có sự phân hóa của xã hội mà thôi. Nhưng mà với người phương Đông thì cái người thủ trưởng là cái người giống như là người ta gọi là một gã khổng lồ. Hai cái vị trí nó khác nhau. Chúng ta nhìn xem những cái phim Hàn Quốc, phim của Nhật để thấy rằng ông chủ sẽ là những cái người như thế nào. Đó là cái quan điểm về Đông và Tây. Bây giờ cái thứ tư là đối xử với trẻ con. Thì người ta coi trẻ con cũng là một thành viên trong gia đình. Nhưng với phương Đông thì trẻ con sẽ được bao bọc bởi rất nhiều tầng, nhiều lớp. Nếu mà làm sai ông lệnh của cha mẹ cũng chết, mà làm sai lệnh của ông bà cũng chết. Nhiều tầng, nhiều lớp là hai cái quan điểm khác nhau. Như vậy thì khi chúng ta tiếp xúc với một cái người phương Đông, một người phương Tây, hay cả và những cái Việt Kiều mà sống tại nước ngoài về nước, thì chúng ta cũng thấy là cái quan điểm cũng có sự khác nhau. Chúng ta nói là yếu tố nhiễu. Để cho các em thấy về cái tiếp theo nữa là trình độ chuyên môn và văn hóa. Thì nếu mà người ta suy nghĩ nó một cách quá đơn giản, chữ phước chủ mày thầy chỉ đơn giản vậy thôi, mà không phân tích sâu xa là cái thời đại ngày nay thì y học đã tiến bộ rất nhiều rồi. Dùng cái chữ phước chủ mày thầy, khi đi khám bệnh, bác sĩ kê đơn về uống có một ngày không bớt, trong khi cái phác đồ là uống một tuần lễ. Uống một ngày không bớt bắt đầu mới nghĩ là không có phước chủ mày thầy. Ông bác sĩ này giỏi thiệt, nhưng mà không có hợp với cái tuổi mình hay sao đó, cho nên uống nó không có hết, ngưng liền, đổi vào ông thầy khác. Cái thứ hai là ngày tốt, ngày xấu. Câu chuyện này cũng xảy ra rồi. Tại bệnh viện đó, bác sĩ đã chuẩn bị cái ca mổ rất là kỹ. Nào là thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, rồi tất cả bố trí phòng mổ, bố trí lịch mổ, ekip mổ, tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Đến cái ngày mổ thì bệnh nhân không thấy. Trốn viện. Cô y tá của báo là gia đình trốn rồi. Hỏi sao vậy? Ngày ngày xấu không có mổ. Chỉ là ngày xấu thôi. Cái thứ ba, có bệnh thì vái tứ phương. Có nghĩa là đi khắp nơi, cho dù nghe ai nói chỗ nào mà có cái ông thầy giỏi là cũng phải lặn lội tới. Đúng không? Mà không đợi nghe nói, mà tự tìm hiểu lấy trên mạng. Tại sao? Tại vì trên mạng nói là những cái lời quảng cáo có cánh. Ông bác sĩ giỏi lắm thì ba ông bác sĩ là giỏi lắm rồi, hai đời là quá rồi. Còn người ta kinh nghiệm ba đời thì làm sao không giỏi được. Cho nên là sẽ đi tới thôi. Mua vé máy bay, đi bằng phương tiện nào cũng được, tới nơi để mà điều trị cho nó bằng được. Nó là có bệnh thì vái tứ phương. Cho nên chúng ta thấy rằng á, cái cây nở đất, cái cây nở ngày đất gì đó, cái cây này nè, chữa bá bệnh, chẳng biết có chữa được cái bệnh nào hay không, cứ nhắm mắt nhắm mũi vô đó là đem về đó mà nấu nước lên uống. Bởi vì cứ bái tứ phương để mà hên thì trúng, hên thôi, nhắm mắt về thôi. Cái quan điểm nữa là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhất nam tức là một người con trai là coi như có, thập nữ tức là 10 người con gái là vô, là coi như không. Như vậy cái quan điểm đó mà người ta phải bóp mũi ngay từ rất sớm, khi mà siêu âm thấy là con gái là bắt đầu có vấn đề đó. Như vậy thì nó làm cho mất cân bằng giới tính, nó làm cho người ta thay đổi cái thái độ, thay đổi cái hành vi, có nhiều thứ mà chúng ta không có can thiệp được.
Thí dụ bây giờ chúng ta nói rằng là không được nha, không được nha. Như vậy thì muốn anh chị mà muốn có thời gian để chăm sóc con cái, nuôi nấng con cái thì theo kế hoạch của nhà nước là mỗi gia đình có hai con. Thì trả lời sao biết không ạ? Có gì đâu, trời xanh voi thì xanh cỏ, hãy có con voi thì trời cũng xanh ra cỏ để cho nó ăn. Vì có gì đâu mà sợ thiếu, thiếu thức ăn đâu mà sợ. Đó mà có con nhờ con, có nhờ cái gì, phước nhờ phước, nhờ lộc gì đó, phước lộc thọ mà. Đó là những cái trình độ chuyên môn và văn hóa, nó làm ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân. À, câu chuyện xảy ra là năm 2018, khi đó thì người ta quảng cáo về tiểu đường hoàng. Tiểu đường hoàng tức là những cái hoàng mà trị đái tháo đường mà được lấy từ cây cỏ, rất là an toàn. Bởi vì nó là cây cỏ cho nên nó không có nóng như là cái lời quảng cáo. Người ta sẽ sử dụng hết những cái cây cỏ nào mà nó tốt nhất, người ta gom lại thành một cái tổ hợp tốt nhất. Bao gồm cái gì? Bao gồm là cái dây thìa canh, nào là cây đậu bắp, nào khổ qua rừng, cái gì mà tốt nhất người ta gom trong đó rồi cho uống. Uống vô xong thì đi nhập viện cấp cứu. Thì vào lúc đó thì bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 5 ca cấp cứu thì có 4 ca tử vong. 5 ca vô nhập viện cấp cứu thì ghi rất rõ ràng. 4 trên 5 số bệnh nhân trên đã tử vong vì uống cái viên này. Là thật sự thì người ta dùng thảo dược đúng, nhưng mà người ta cho một cái chất đó là fenfluramine vô. Cái chất này cho vô thì nó gây tử vong. Và trước đây cái chất này nó bị loại khỏi thị trường rồi. Trong nhóm B guanic chỉ còn có metformin là được sử dụng thôi. Thì người ta đã đưa cái metformin này vô, nó cao hơn rất nhiều lần so với lại cái nồng độ an toàn của nó, mà cũng không ai dùng nó để an toàn. Đây là một chất độc thật sự rồi, người ta không dùng để làm thuốc nữa, thì người ta đã cố tình đưa vô mới là gian ác. Rồi và tiếp tục nói về quan điểm về cái đẹp, thì chúng ta nói là ngày ấy và bây giờ. Ở trên hình trên là ngày ấy và dưới là bây giờ. Ngày ấy thì khi mà phụ nữ ra ngoài đường thì người ta mặc áo dài để tôn lên cái vẻ đẹp của người Á Đông, và trong đó là người Việt Nam. Mà cũng rất tiếc rằng trong những cái lễ lộc, những cái ngày quan trọng của cuộc đời thì chúng ta cũng không có khoác lên mình một cái chiếc áo dân tộc, mất đi cái tính dân tộc, giảm đi cái tính dân tộc, tự hào dân tộc, giảm đi cái tính tự hào dân tộc. Trong khi đó, ở các nước xung quanh chúng ta, Thái Lan, Ấn Độ, Indo, Mã Lai, Philippines, mỗi quốc gia người ta đều có những cái trang phục của bản sắc dân tộc để người ta làm lễ. Còn những lúc khác thì chúng ta được không nói gì hết, nhưng có vẻ chúng ta cũng nên cổ suý cho cái việc mà mặc áo dân tộc trong những cái ngày quan trọng. Thí dụ như trong cái đám cưới thì cũng có mặc cái áo dài, rồi sau khi xe làm lễ xong đến cái phần mà đãi tiệc thì mặc áo sore, thì như vậy quá là đẹp, vừa hiện đại mà cũng vừa mình giữ cái bản sắc của dân tộc. Bây giờ chúng ta không bàn về cái vấn đề mà trang phục nữa, mà chúng ta bàn về cái cách mà cái lối suy nghĩ của chúng ta trước và ngày nay. Ngày nay khi mà leo lên chiếc xe ngồi thì trùm đầu kính từ đầu đến cuối, cái váy chống nắng, rồi tới cái áo chống nắng, rồi tới cái găng tay, tới khẩu trang, tất cả là trùm kính mít lại, chỉ sợ là có nắng. Như vậy lý do tại sao? Sẽ nói về lý do tại sao. Tại vì đối với phương Tây là cái màu nó, màu sạm da là cái màu đẹp. Bởi vì nếu mà nghèo quá không có ra đường được, phải tối ngày ngồi trong công xưởng, trong nhà máy làm lụng vất vả thì có thời giờ đâu, có tiền đâu để mà đi chơi đây đó, cho nên là nó sẽ trắng, cho nên người ta coi đó là không có quý tộc. Muốn quý tộc là phải đi ra Hawaii, đi qua chỗ này chỗ nọ, đi những cái chỗ để mà tắm nắng này kia vân vân ha. Còn ngược lại người châu Á, là trong đó có người Việt Nam, thì những người nghèo là phải hai xương một nắng. Hai xương là buổi sáng sớm, trời sáng sớm là phải đi ra đồng. Còn một nắng, hai xương, một xương thứ nhì là xương đêm để quay trở về nhà, đi từ sáng sớm mà tối mịt mới về. Buổi trưa thì phải làm ở ngoài đồng áng.
ngoài nắng ngoài gió đó. Như vậy cái người nào mà đen tức là người nghèo, người khổ, còn người trắng đó mà là quý tộc. Cho nên chỉ vì cái lý do đó mà người ta ngại, người ta nắng. Trong khi chúng ta thấy rằng ánh sáng mặt trời nó giúp cái gì? Người ta gọi là sunshine vitamin. Ánh sáng mặt trời nó làm giảm ngoạn mục, giảm 20%, 40%, 80% và nó giảm xuống tới rất nhiều nữa. Về khi mà nồng độ vitamin D trong máu 20, 40, 60 và 80 càng tăng lên thì các cái bệnh lý này đều giảm hết. Thí dụ như là bệnh lao, sinh nhẹ ký, rồi huyết áp, rồi nhồi máu cơ tim, rồi loãng xương, gãy xương, đái tháo đường type 1, rồi ung thư tủy, ung thư trực tràng, ung thư vú, ung thư ruột, tất cả mọi thứ đều giảm hết. Như vậy cái vai trò của vitamin D nó quá là cần thiết trong cuộc sống. Mà làm sao chúng ta nói được trong khi người ta quan niệm rằng là cái trắng nó mới đẹp, mà mình kêu người ta đi tắm nắng. Người ta nói, người ta không nói ra nhưng mà trong bụng người ta lẹp bẹp, người ta nói chứ: thưa dược sĩ, tôi mới đi tắm trắng là 200k, bây giờ bắt tôi đi tắm nắng, làm cái chuyện nó hơi ngược ngạo như vậy có được hay không? Đó. Rồi, còn rất nhiều điều liên quan đến vitamin D mà chúng ta sẽ có dịp nói lại. Chúng ta kết thúc cái phần mà các thành tố trong mối quan hệ giao tiếp và các yếu tố nhiễu. Yếu tố nhiễu đó là những yếu tố nội tại. Bây giờ các em sẽ phát biểu. Hồi sáng này cái lớp mà 412 đó thì ghi nhận được nha. Thì nói cho các em nghe để chúng ta rút kinh nghiệm và chia sẻ nha. Lớp mới 412 sáng này đó có 48 em. Mà cái số lượng người phát biểu là lên tới 38 người. Người phát biểu rất là hùng hậu, rất là mạnh mẽ. Bây giờ tới các em. Khi mà các em phát biểu thì các em bật cái micro, bật camera để thầy huấn luyện cho các em là cách chúng ta giao tiếp một cách tự tin để sau này chúng ta đi làm, chúng ta đi các nơi thì chúng ta có. Rồi. Bây giờ các em giơ tay. Giơ tay nha. Ở đây. Giơ tay là gọi tên đấy. Có ai tình nguyện không? Rồi thầy gọi tên nha. Cái mạnh mẽ giơ tay lên ha. Thầy hỏi trước đi thầy. Hỏi trước phải không ạ? Okay. Dạ. Cho điểm nha. Các em nhớ là cái điểm của em là 10, 30, 60 nha. Nếu người nào mà có mặt thì là được 10 điểm. Còn cái người nào mà phát biểu thì được 30 điểm. Và cái người thi cuối cùng là cái môn thi cuối cùng của các em là 60 điểm, 10, 30, 40. Thành ra cứ mạnh dạn nói. Khi thầy mời thì các em bật camera, bật lên nói và thầy muốn xem là các em có tự tin hay không, diễn đạt cái ý có được hay không. Thầy sẽ góp ý. Rồi, chúng ta bắt đầu. Bây giờ qua cái phần mà thầy vừa trình bày, tức là hai cái yếu tố là người nói và người nghe, thì có yếu tố nhiễu. Như vậy yếu tố nhiễu đó các em quan sát ngoài đời thường mình thấy có hay không, và các em cùng chia sẻ quan sát trong đời thường hay là trong chuyên môn, nếu ai có ở nhà thuốc thì chúng ta chia sẻ nha. Thế thì ghi cho nó có nhìn lộn. Chiều 13 tháng 11 21 lớp lâm sàng 411. Ok. Thầy mời em mời em Thanh Phong 347. Thanh Phong nói đi Phong ơi. Dạ. Bật máy Phong ơi. Chào thầy. Dạ okay. Là theo em nhìn thấy là có thầy. Cái ví dụ minh họa. Giống như cái cách giao tiếp mà vừa cái yếu tố nhiễu của người mẹ và cái người con mà đi ăn sáng thôi. Thì cái người con, người mẹ thì mua cái dĩa cơm. Rồi. Nhưng mà lại bà cái này. Em không biết diễn đạt sao, em mới gặp hồi sáng luôn mà giờ em không biết diễn đạt. Em yên tâm, tức là cứ nói thoải mái. Tại vì đây là mình tập vợ, không ai nói gì hết trơn.
nhưng mai mốt ra là đối thủ đó. Bởi vì em làm ở một công ty dược này, bạn của em làm công ty dược kia, là hai bên là đối thủ rồi. À, không phải đơn giản đâu nha. Còn bây giờ là đi học có gì thì cứ nói thoải mái thôi, không có gì hết. Thử nói, thầy tập cho các em nói. Em nói xong thầy sẽ chỉ cho các em cách nói lại cho nó rõ ràng hơn, nó đơn giản hơn. Rồi nói đi thôi không? Câu chuyện là mẹ và đứa con đi ăn sáng rồi, ok. Tiếp tục. Thì cái người mẹ vô cái quán ăn sáng mua một cái bữa cơm cho đứa người con, thì cho một cái yếu tố là khách đông mà cái người này hối người kia hối á, thì để cái có một cái đứa bé kế bên nó lại tranh giành với lại đứa bé bên đây, là vì cái ghế thôi, vì cái ghế ngồi á. Mà cái cô chủ quán mới kêu thì thôi hai bạn cùng ngồi chung, mà làm bạn kia thì không muốn. Bạn kia thì quậy đòi ngồi một mình một ghế một bàn thôi, không có cho bạn kia ngồi chung. Thì cái người thì, cái em bé đầu tiên thì nghe cái cô chủ quán nói vậy cái giận tức không chịu, quậy đòi mẹ một hai là phải bỏ đi cái quán cơm khác. Là thầy giận với cô chủ quán không chịu cho nó ngồi một mình một bàn, mà là phải bắt ngồi chung. Bạn ấy giận tức bỏ đi, kêu là phải đi không ăn nữa, đi qua quán khác. Thì mọi người cũng nói, thôi con ngồi có bạn cho nó vui con. Thì một số người nói riết một hơi thì đứa bé nó mới chịu ngồi lại, ngồi chung với lại cái bạn đó ngồi ăn, mà cũng nhìn thì cũng không thích cho lắm. Rồi thì, ok. Như vậy thì cái văn hóa đó là như nãy thầy có nói, nó làm bốn yếu tố từ khi sinh ra, một cái khí chất của một con người, cộng với yếu tố là hoàn cảnh xuất thân, cộng với giáo dục của gia đình, cộng với giáo dục của xã hội và cái môi trường làm việc, nó thúc đẩy, nó làm cho hòa quyện, nó tích hợp ra thành một cái tố chất. Thì như vậy chúng ta cũng nắm một cái tâm lý như vậy, và chúng ta cũng đừng đòi hỏi nhiều hơn. Nếu mà trong nhà thuốc mà mình thấy câu chuyện xảy ra thì chúng ta cũng sẽ có cách để chúng ta khắc phục được, và người ta sẽ biết làm PR cho nhà thuốc của mình trở nên nổi tiếng hơn. Rồi bây giờ thì mời em Kiều Diễm. Dạ, xin thưa thầy, là em xin chia sẻ một cái câu chuyện mà là bản thân ở nhà thuốc em gặp phải luôn. Okay. Thì có một chị bệnh nhân đến khai là đau họng. Thì sau khi khai thác bệnh thì hỏi thăm bệnh thì em mới khẳng định chị ta là đau họng là do nhiễm khuẩn. Thì về nguyên tắc thì em phải cho kháng sinh thì bệnh có thể vớt được. Tuy nhiên là em có tư vấn là kháng sinh dùng thì ít nhất phải là 5 đến 7 ngày thì nó mới đủ liều và tránh là dùng thuốc. Tuy nhiên là bệnh nhân là nhất định là không chịu dùng 5 đến 7 ngày và bảo là bán cho 2 ngày thôi. Thì mặc dù cố gắng rất là thuyết phục bệnh nhân, tuy nhiên là chị ta là kiên quyết là chỉ mua 2 ngày thôi. Thì về mặt nghề nghiệp lương tâm thì em không thể nào bán được. Và em cũng là không kiềm chế được với cái thái độ không hợp tác của chị ta. Thì chị cứ nghĩ là nhà thuốc là phải bán cho được nhiều thuốc, không cần thiết phải vậy. Nhưng mà với cái suy nghĩ của em thì nó lại nghiêng về cái chuyên môn hơn và lợi ích của bệnh nhân hơn. Thì thành ra đó là xảy ra một cái xung hồ, và cuối cùng là em mời chị ta ra khỏi nhà thuốc và không bán thuốc cho chị ta nữa. Thì em nghĩ ở đây nó xuất hiện một cái yếu tố nhiễu, đó là do cái cách nhìn và cái hiểu biết của mỗi người về một cái vấn đề chung nó chưa được. Ví dụ như chị ta không có những cái kiến thức về thuốc chẳng hạn thì cũng không chấp chị ta được. Và em thì nhiều khi chưa có mềm mỏng hoặc là còn hơi nóng vội, thì thành ra một cái giao dịch, một cái quan hệ giữa cái người dược sĩ với bệnh nhân, kết cục nó là không tốt đẹp. Uổng ha, uổng đi ha. Rồi dạ, em cảm ơn thầy. Để tiếp theo nè, ai cũng là người phàm, không ai là thánh thiện như trên, cho nên là lúc nào cũng có thể nổi nóng được.
Bây giờ qua câu chuyện này phải không ạ? Thì cái đó là về phía mỗi bên cũng có nhường bộ một chút xíu. À, thầy thầy thấy vậy đó. Với thời gian thôi, em sẽ có kinh nghiệm và em sẽ bản lĩnh hơn. Có nhiều cách lắm, có nhiều cách lắm. À, thì hoặc là cách mình cứ nghĩ trong đầu mình nó thôi rồi cứ để cho người đó uống một ngày thử coi rồi coi sẽ làm sao. Phải không ạ? Và người ta về người ta có thể người ta sẽ bắt đầu siêu rồi. Thấy chưa? Thậm chí có người nói là bây giờ tôi nếu không đồng ý thì thôi giờ tôi đưa cái nem cạc lên anh cứ cầm rồi khi nào anh cần anh quay lại tôi thì người ta sẽ có dịp người ta sẽ suy nghĩ lại, phải không ạ? Bây giờ thầy nói cho em nghe một cái kinh nghiệm như này, khi một cái người mà khó chịu như vậy đó, chính người đó là cái người quảng cáo hay lắm, vì chính mấy người đó người ta mới cảm thấy rằng từ nào giờ ta đi nhà thuốc nào ta cũng khó chịu, nhưng mà vô nhà thuốc này người ta thấy khách thấy là xin lỗi. Người ta đi nhà thuốc nào người ta cũng thấy thất bại. Mà tới nhà thuốc này tại sao mình lại thành công với người ta đi quảng cáo tùm lum. Cái người bình thường phải quảng cáo. Nghe Có một kỹ. người khách đó, thì người đó bị có tiền sử là loét dạ dày, Ủa, loét dạ dày cũng khá nặng. chưa. Khoan khoan. Nếu nha, nếu mà cái người một cái ca khó như vậy đó là chính người quảng cáo cho mình. Còn một cái người bình thường ai đi nói gì đâu. Còn người đó cứ đi đâu cũng nói trời. Tôi qua nhà thuốc của chị Diễm á, chỉ như vậy đó là tôi mới thấy lần đầu tiên cái chỗ này mà nó tiếp xúc như vậy đó thì mình sẽ thành công thôi. Ok ha, đây là cũng là một cái điều chia sẻ và cũng là một cái kinh nghiệm trong cái giao tiếp của mình. Rồi cảm ơn Diễm. Dạ, cảm ơn. Tiếp tục mời em bây giờ sao không thứ tự nào thì cũng không biết là cứ gọi đại nha. Mời em Hoàng Thị Vân. Mời Vân. Mời Vân. Dạ, em chào thầy. Bắt đầu em. Ok. Ý là em thì không bán nhà thuốc như mấy chị, nhưng mà em làm ở trong công ty dược, thì em làm ở trên phòng phòng kiểm nghiệm. Thì ý là xung đột giữa những người mà ở trong công việc với nhau thôi, thì tụi em có chạy chung một cái máy. Thì em với chị đó cũng chạy chung cái máy, nhưng mà đến lúc mà cái mẫu đó nó chạy nó không có kết quả giống như đợt trước, thì thay vì là chị sẽ hỏi em là em các em ấy các em chuẩn bị mẫu như thế nào hoặc là như thế nào đó, thì hoặc là chị cứ kiểm tra xem là máy có bị gì không, thì lúc có xảy ra lỗi thì chị nói thẳng là ý là chị nói là do em không như thế này không như thế kia hoặc là ấy như vậy. Thì ý ở trong này tính nội nhiễu của em là chị không không suy xét nhiều vấn đề, không suy xét nhiều vấn đề là để kết luận được một vấn đề, mà chị chỉ cần nhìn ở một một phương diện nhỏ nào đó là chị đã kết luận là do em cho nên là cái máy nó mới bị như vậy như vậy. Thì đâm ra là em không có ý là như vậy, cho nên là em cảm thấy là lúc đấy thì em cũng hơi hơi bực, cho nên là em cũng có nói lại vài câu, nhưng mà sau này nghĩ lại thì em thấy là lúc đó em sai là vì em nóng, nhưng mà đôi lúc thì em cũng nghĩ chị ấy là không có liên kết được nhiều cái vấn đề lại để cho kết luận một cái gì đó cho nó hợp lý. Rồi, cảm ơn Vân đã chia sẻ. Bây giờ thầy sẽ nói về cái vấn đề cái tình huống của em ha. Thật ra thì các em sẽ được học một cái phương pháp gọi là phương pháp fishbone sạc. Fishbone sạc tức là gỡ rối những cái mà phức tạp, làm cho nó đơn giản hóa vấn đề phức tạp. Và một cái công ty mà gọi là công ty là đa quốc gia hay là những công ty lớn thì người ta sẽ training cho những nhân viên bước vô trong nhà máy là phải học hết cái mối quan hệ team building. Team là đội, building là sẽ xây dựng cái làm việc theo nhóm. Cái đó thì có thể là do nhiều phía, không hẳn là một phía nào. Như vậy là có nhiều phía nó gồm nhau, nó đẩy thì cái quá trình nó đẩy cho cái câu chuyện đi xa hơn. Đó, thành ra sẽ là một cái bài học để mà chúng ta biết cái cách chúng ta làm việc theo nhóm. Thầy nói việc làm việc theo nhóm này mình ít để ý lắm. Một cái công ty dược đa quốc gia một năm như vậy người ta bỏ ra hàng vài trăm triệu để cho nhân viên đi du lịch đi chơi để tập huấn gọi là team building, và thầy cũng hơi ngạc nhiên. Thầy mượn cái tài liệu về thầy coi liền vì thầy rất quan tâm đến vấn đề đào tạo. Thầy mượn tài liệu về thầy coi thì hóa ra là cái gì, đi chơi không làm gì hết á, vô trong đấy chơi trò chơi tập thể. Như vậy thì người ta không cho phép một cái phân xưởng ngồi chung một bàn, mà khi vô chơi thì một cái đội là phải gom lại nhiều cái thành phần, trong đó có bên
tài vụ có bên kiểm soát chất lượng sản phẩm, bên bên là phân phối tất cả mọi thứ. Để làm gì? Chỉ là cái gì? À, hằng ngày thì không có gặp nhau bao nhiêu, chỉ bữa ăn trưa có gặp nhau có nửa tiếng, ăn nửa tiếng về nghỉ nửa tiếng, ai cũng ngồi ai cũng vã vội vã. Bây giờ có cái dịp này ngồi lại với nhau, thì sau này sau cái buổi training đó về một cái mùa hè xong về gặp nhau dễ quá, điện thoại thôi, chứ bình thường không được rồi nha. Bình thường mà cái kiểm soát chất lượng sản phẩm nó dí xuống, nó nói là tại sao mà ở cái phân xưởng làm ăn như vậy thiếu trách nhiệm. Phân xưởng thì nói ngược lại là ở các cái tổ QA này là soi mói tìm tòi lục lọi. Rồi tới bên chỗ tài vụ cũng vậy, đề xuất để mua thêm trang thiết bị thì nói là tốn kém, mà ngược lại thì tài vụ thì nói là cái ở bên phân xưởng thì nói tài vụ là key bo, tiền đó bộ của anh hả, của nhà anh đem vô hả, tất cả mọi thứ là thiếu cái mối quan hệ. Và khi mà làm cái TV Link rồi đó, TV Link không được ngồi chung nha. Yeah. Em ở phân xưởng thuốc nước thì em phải ngồi chung với thuốc viên, em phải ngồi chung với lại phòng kế toán, em phải ngồi chung với phòng nhân sự, em phải ngồi chung với lại kho. Thì mới mốt đi về là mày tao mới tới chứ có gì mà phải ghê gớm đâu. Không, cái đó là người ta dạy. Yeah. Cho nên là một bài học rất hay mà thầy học được. Thì mượn hết những cái tài liệu mà người ta dạy về TV Link. Thầy thắc mắc là tại sao người ta dám bỏ ra hàng trăm triệu để người ta làm một cái cuộc hội thảo nhỏ nhỏ, đi ra Mũi Né, đi Phú Quốc, đi ra Campuchia, rồi mời chuyên gia trả tiền rất cao để làm như đó thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi. Thấy không ạ? À? Rồi, cảm ơn em Vân để chia sẻ. Cảm ơn thầy. Tiếp tục mời em khác. Em cứ mạnh dạn nói nha. À, mời em Kim Cương. Kim Cương, Lý Ngọc Kim Cương. Dạ, em chào thầy ạ. Rồi, chào em. Dạ, thưa thầy, em được xin phép được chia sẻ một câu chuyện là lúc em đi tiêm vaccine, em có chứng kiến một câu chuyện là xung đột giữa một nhân viên y tế và một người dân đi tiêm vaccine ạ. Rồi. Thì khi mà mình đến tiêm vaccine thì nơi đó có phát cho mình cái tờ giấy để ghi, và trên đó có ghi những cái thứ tự số để mình được đọc vào để khám lâm sàng ạ. Thì khi lúc đó thì nhân viên y tế có gọi là mỗi một lần là 10 người để vào để khám. Nhưng mà có một anh đó, ảnh bức xúc là tại sao là tới người có số thứ tự sau ảnh lại đi vào trước. Và ảnh có số thứ tự trước mà không được được đọc vào. Thì ở đây nhân viên y tế là tại nơi đó rất là rộng mà nhân viên y tế lại không có cái mic để nói to để cho các người có số tự nghe bước vào đó. Mà ảnh có bức xúc và ảnh la lên thì nhân viên y tế cũng không có giải thích cho ảnh, làm bức xúc của ảnh càng ngày càng căng hơn. Nhưng mà phút sau, lúc sau thì cũng có một người ra để giải thích là những người có số tự sau nhưng mà được vào trước là những người có độ tuổi từ 50 tuổi trở lên, ưu tiên cho những người đó được khám trước và chích trước. Nên ở đây em nghĩ là cái yếu tố gây nhiễu đây là tại vì giữa cả hai bên, một bên là không thông cảm cho mức độ làm việc quá nhiều của nhân viên y tế, và một bên thì nhân viên y tế lại không được có cái mic để giải thích, không giải thích rõ cho người dân, và cũng không có cái mic để nói to để cho mọi người cùng nghe. Rồi, cảm ơn em Kim Cương, em đã chia sẻ một cái tình huống rất là hot, phải không ạ? Trong mùa đại dịch thì ai cũng lo lắng hết, cái người nào cũng che chắn mặt lại rồi đứng xa không dám đứng gần người kia. Yeah. À, cái nói nó rồi che cái họng này làm sao mà nói người khác nghe được. Cho nên là khi mà cái nơi tổ chức đó thì người ta mới thấy yêu cầu của những người lớn tuổi thì người ta cho người ta ưu tiên để người ta chích trước, bởi vì mình cũng là tinh thần là cái kính lão đắc thọ theo cái quan điểm người châu Á thì cũng không gì sai trơn á, nhưng mà không nghe. Chứ là thấy cái người kia mà lại giọt lên trước thì người này bực bội la lối sùm. Dạ. Thì lẽ ra thì cũng nên, nếu mà được gọi là mỗi người đều có một cái nền tảng văn hóa thì có lẽ câu chuyện nó không đến nỗi đi quá xa như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn Kim Cương, một cái chủ đề rất là hay. Ok. À, thì mời em khác, mời em Cẩm Tú. Mời Cẩm Tú. Dạ, em chào thầy và các bạn ạ. Rồi, nói đi Tú. Dạ,
Thì em thì cũng chia sẻ một cái tình huống mà em đã trải qua, tức là ở trong trong phòng của em đó, thì có một cái trường hợp là cái bạn đó là nhân viên mới, nhưng mà do là cũng được training tất cả các vấn đề về quy trình ở công ty. Tuy nhiên mà các vấn đề như nhiễu của em ở đây là bạn ấy nói chuyện không có tích cực. Tới khi mà bạn ấy mở miệng ra, bạn ấy nói là những câu phủ đầu là gây gây ức chế cho người nghe. Ví dụ như là trường hợp của em đã làm ở công ty rất là nhiều năm rồi, nhưng mà bạn ấy nói một câu đầu tiên ra là sao chị không biết đọc hợp đồng mà. Mà việc của em là soạn thảo hợp đồng, cho nên là dẫn đến là khi mà xung đột về công việc đó, thì gây ra là em không kiềm chế được. Em không kiềm chế được, và cuối cùng là một cái vấn đề rất là xấu hổ, đó là em đã lớn tiếng ở trong văn phòng và sau đó em phải xin lỗi mọi người. Rồi, cảm ơn Cẩm Tú chia sẻ một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm. Cái bài này thì sẽ dạy cho các em cái bài kiểm soát cảm xúc. Nói chung là phải học hết trơn à, nói chung phải học. Nếu mà chúng ta không học á, thì chỉ có những người nào mà người ta có một cái tố chất người ta có thể làm được. Còn nếu không thì, nhưng mà nó được sao? Nếu trong 100 sinh viên mà chỉ có 5 em về đến mục tiêu thì đâu phải là cái cách mà chúng ta giáo dục. Cách giáo dục là để cho 100 em cùng về đến mục tiêu, về đến nơi cuối cùng, về đến mục tiêu cuối cùng. Thì bắt buộc chúng ta phải có, phải học nha. Thì hy vọng rằng với cái bài mà kiểm soát cảm xúc em sẽ hiểu nhiều hơn, rồi chúng ta có thể khắc phục được. Thành ra lấy thí dụ nha, thí dụ mà kiểm soát rất đơn giản, em thấy người đó là bị té xe, an ủi người ta nói là thôi của đi thay người, là người ta thấy thấy nhẹ nhàng rồi. Bởi vì nói của đi thay người là người ta có so sánh liền, cái chiếc xe đó nó có hư cũng đâu có quan trọng bằng cái mạng sống của mình. Em nói cái câu là của đi thay người là người ta thấy cũng cũng thấy dịu xuống rồi. Câu khác nói là trong cái rủi có cái may, thật ra nó trầy xước chưa hồi nãy chiếc xe nó chạy tốc độ như vậy thì nguy hiểm lắm đó. Mà chị có thể qua được cái cơn nguy kịch đó, cái hiểm nguy đó trong tích tắc, trong gang tấc, thật sự đó là một cái rủi có cái may. Người ta thấy rằng là người ta đưa lên cái bàn cân, người ta làm cái so sánh ở cái rủi cái may, thì đó là những cái mà chúng ta có thể dùng lý trí mình để kiểm soát cảm xúc được. Thầy sẽ chia sẻ với các em về cái nội dung này. Rồi, cảm ơn Cẩm Tú. Ok ha. Một tình huống khác, mời em Loan. Bốn, mời em Loan. Loan bật micro, bật camera. Thầy tập cho các em, thầy tập cho các em là làm quen với lại cái kỹ năng này. Tại vì á là trong gần 6 tháng nay, gần nửa năm nay là thầy cứ làm việc như thế này thôi. Sẽ làm việc qua cái online và phải bật micro, phải nói, là những cái điều kiện này các em phải làm quen hết đó. Và còn một cái cuối cùng là cái gì? Hiện nay các trường đại học á, là cho thi online. Và các em phải làm quen cầm micro lên và không micro gì, tất cả mọi thứ là phải ứng xử liền. Rồi mời em Loan. Dạ, em xin chào thầy ạ. Cái tình huống của em thì có một người khách tới mua thuốc, xong thì họ kêu là họ bị cảm. Thế thì em mới hỏi là anh bị sao, ví dụ như hỏi có đau họng không, có chảy mũi không. Thế là người khách mới kêu là hỏi bán được thì bán, không bán được thì thôi, làm gì mà phải hỏi nhiều như À, vậy. muốn bán thì bán, đâu bán thì thôi, dạ thôi bán. dạ đừng có hỏi nhiều cái gì mà phiền thế. Thì lúc đó trong người cũng hơi khó chịu, cũng bực bội, nhưng mà ráng kìm. Xong thì nói dạ cái này là tại vì em phải hỏi cho kỹ, cái này là nghề nghề nghiệp của tụi em rồi, phải hỏi cho kỹ chứ không bán không có đúng bệnh, không đúng thuốc, rồi anh uống rồi anh gặp nguy hiểm thì sao. Thế là em mới thấy là chắc có lẽ là cái xung đột ở trong đây của cái người khách này có lẽ là đang khó chịu trong người, hay là họ cái tính khí họ cộc cằn gì họ quen rồi.
hoặc là đang có chuyện gì không vui. Em hiểu thế này là mỗi người đều mang trong người cái yếu tố nội tại về tâm trạng, về sức khỏe, về trình độ chuyên môn, về tôn giáo, về văn hóa, tất cả mọi thứ có thể làm cho người ta nảy sinh ra một cái tánh người ta đang quá khích, có thể là quá khích đó. Thì trường hợp đó rất là hiếm, cho nên mình phải kiềm chế bằng cách nào. Mình nói là thôi kệ nó, đây là một trường hợp này, là xui lắm mới gặp trường hợp này, mình nghĩ đầu vậy, xui lắm mới gặp cái ông này, là coi như nó qua rồi. Đó là cái thứ nhất, cái cách mà mình trong đầu mình phải nghĩ vậy. Còn cách thứ hai đó thì thật ra mà em hỏi rằng là có đau họng, có sổ mũi hay không á, thì tôi đâu biết đâu, tôi mua cho người nhà chứ tôi đâu biết đâu. Thấy chưa em hỏi cái này là mua cho người lớn hay trẻ con là bắt đầu người ta là dễ chịu rồi đó. Cái này anh mua thuốc cảm cho người lớn hay trẻ con vậy, rồi bị lâu chưa .. thì người ta dễ. Em hỏi câu đó dễ hơn chứ hỏi người ta có đau họng sổ mũi, người ta nói tại sao mà đi sale soi với đời tư của tôi. Đầu tiên em hỏi câu đó là người ta cảm thấy khó chịu, nói tại sao đi soi bói đời tư người ta. Ví dụ nha, cái Roaccutane là một cái thuốc trị mụn bọc cực kỳ hay. Roaccutane là một cái acid isoretinoic, là một cái dẫn xuất của vitamin A. Khi uống một viên vô là ngày hôm sau là cái mặt đang mụn bọc nó xẹp xuống liền, cực hay, nhưng mà nó gây quái thai, chất này gây quái thai. Cho nên một dược sĩ nam hỏi một khách hàng nữ, xin lỗi chị có gia đình chưa, cái câu nói như là người ta thấy sổ sàng quá, người ta nói ủa cái ông dược sĩ này có vẻ là không nên nết hay là cái gì đó. Thật ra mình hỏi cái uống thuốc này thì cái sử dụng nó chỉ định nó khá đặc biệt. Bây giờ tôi hỏi một số thông tin để tôi hướng dẫn cho chị, tức là cái thuốc này sẽ thận trọng với những người phụ nữ đang trong thời kỳ sinh đẻ. Bây giờ tôi hỏi chị là chị có gia đình chưa, nó không có thì mắc gì mà phải nói thêm nữa, chưa vậy thôi. Còn chuyện mà người ta quan hệ đâu mình không biết, nhưng mà cái mà official đó mình phải hỏi, thấy chưa. Tôi vì cái lý do sử dụng thuốc này nó đặc biệt cho nên tôi có thể hỏi một vài thông tin, chỉ có thể cho tôi biết là chị có gia đình chưa để tôi hướng dẫn cách sử dụng thuốc, thấy chưa. Như vậy hồi nãy em có hỏi mà anh bạn đó đó, hỏi cái anh gọi là anh khách hàng đó đó, thì em hỏi là anh mua thuốc này cho người lớn hay cho trẻ con, ông sẽ nói liền bởi vì dễ chịu. Em quất cho một cái là có đau họng của sổ mũi, ông nói anh chị tính soi mói đời tư tôi hả. Tại vì mấy lần trước ông đi qua nhà thuốc khác, ông hỏi về tới em hỏi thì em không ngạc nhiên chứ gì hết á, là về nguyên tắc không có gì sai, câu hỏi của em không có gì sai, hiểu không ạ. Mà chưa kể là uống vào đó buồn ngủ nữa, uống lúc nào nữa, có đi làm, có chạy xe, có điều khiển máy móc hay không, thì cái đó là chuyên nghiệp của mình mà người ta không biết, cho nên người ta nói nó gọi là đâm hơi. Để biết cách thì lần sau em thử nói lại đi, em hỏi cái này anh mua thuốc cho người lớn hay trẻ con, là bắt đầu là tạo cái mối thân thiện, là mở đầu nói chuyện thì em vô vấn đề dễ hơn. Tự nhiên mỗi ngang mà người ta thấy đông khách, người ta hỏi người ta cũng nói, người ta ngại chứ, đúng không ạ. Rồi cảm ơn Loan. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi tiếp theo mời các em khác. Bây giờ thầy thầy trên màn hình thì thầy thấy không trọn chữ, thí dụ như lần sau mà các em có để tên á, thì các em bỏ bớt em gì Nguyễn nè, mà em để một dọc nào là P117LS411 em mới để tên đó, thì thấy nè không thấy tên luôn đó. Vì cứ gọi nha, thì gọi em cái số 111 đó thì không thấy tên nữa, tên là Nguyễn Hát thôi chứ không thấy gì tên 111. Thành ra các em ghi tên vắn tắt cho thầy dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn. Phải 17 lần sàng 414 không thầy? Biết, nhưng mà một dọc lần sau thầy thấy chị Nguyễn Hát không thấy thêm gì hết trơn. Rồi đó, biểu đi em. Thầy, cái mã số sinh viên là 111 đúng không thầy? 301 đúng không ạ? Không có gì sai, nhưng mà cái mã số em để đằng sau cái tên em á, thì thầy theo mới được. Tại vì thầy thấy cái tên trước chứ thầy không có thấy cái mã số, thầy không biết ai trước. Thầy mới cho điểm được. Ok, ok nha, cho điểm mới được nha. Rồi yeah. Mời Nguyễn Hương. Dạ. Yeah. Ok, Nguyễn Hương. Dạ. Rồi phát biểu đi. Dạ em chào thầy. Thầy thấy em chưa ạ? Ok, rồi phát biểu. Dạ, dạ em xin chia sẻ với thầy và cùng các anh chị là cái trường hợp em thì không có đứng ở nhà thuốc, nhưng mà em bản thân em là người trình dược viên. Rồi trình dược viên, ok. Dạ, thì
Lúc em mới khi mà lần đầu tiên em mới vào đi làm trình và em mới vào công ty đi làm á, thì ở trên cái địa bàn của em là nhà thuốc này là thuộc dạng nhà thuốc lớn, thuộc tiếp nhà thuốc lớn. Thì khi mà được chuyển giao thì em không được chuyển giao cái thông tin gì hết. Thì khi mà em đi địa bàn của em thì em cứ thế em vào chào nhà thuốc thôi. Thì em không may cho em là vào đúng cái nhà thuốc lớn, nhưng lại là cái cô nhà thuốc lại đang có cái tâm trạng là rất bức xúc đối với cái anh chị đã làm trước em. Okay. tức là cái thuốc nhà thuốc thường dùng cái loại thuốc này, mà đến cái khi mà có chương trình, nhưng mà chương trình của nó là do gần thuốc gần hết đát, còn khoảng 6 tháng nữa là hết đát, nhưng mà người ta không nói với nhà thuốc là thuốc gần hết đát, mà chỉ nói là bây giờ chương trình đang rất là tốt. Bình thường thì chỉ chiết khấu khoảng cỡ bao nhiêu phần trăm đó, mà bây giờ chiết khấu gấp 3. Thế là nhà thuốc không đánh đo gì hết, mà cứ tin tưởng trình anh chị đó thôi. Và mua một lần rất là nhiều, đến khi nhà thuốc bán không hết thì mới phát hiện được rằng là thuốc hết đát. Cận đát. Dạ đúng rồi, thuốc cận đát. Mà sau này mới tìm hiểu được là gọi cho trình dược cũ thì không biết, mà sau này khi đó mới biết được là cái người trình dược đó là quê ở Thanh Hóa. Thì khi mà em vào thì tất nhiên em vào, nhưng mà em cái giọng của em vẫn là đặc sệt miền Trung. Thì người ta không biết được em là dạ đúng rồi, và cô cứ đánh đồng em là tôi ghét nhất là mấy người thanh nghệ tĩnh. vì là các em quá lên lẻo, và mặc dù là em đã phải dùng sự chân thành của mình, nhưng mà cũng vì cái tâm trạng của cô không được cải thiện, nên là mặc dù em đã đến nhất rất nhiều lần, và nhưng mà cuối cùng cái giao dịch của em với nhà thuốc đó cũng không thành công. Đó là em đang muốn chia sẻ mọi người với cái trường hợp của em, đó là cái vào đúng cái lúc mà gọi là cái tâm trạng của nhà thuốc nó không tốt, nên đâm ra là nó bị nhiễu với cái giao dịch của bọn em. Quá hay, một chia sẻ rất là thực tế phải không ạ? Rất là ok, rất là hay. Okay. Dạ, cảm ơn thầy. Như vậy thì đời cha thì ăn mặn, mà đời con thì khát nước. Ha, hay là người trước thì ăn sò, còn người em thì đi đổ rác. Người ta đã đi qua mà người ta lại không để lại một ấn tượng tốt gì. Dạ. Bây giờ từ đó cũng rút kinh nghiệm là nếu mình làm gì thì mình cũng nghĩ cho những người đi sau. Dạ. Sao? Ok. Rồi cảm ơn em. Em tên là Hương cái gì Hương nhỉ? Nói lại em, Hương. Em tên là Nguyễn Thị Hương thầy ơi. Thị Hương. Dạ. Nhớ lần sau em để cái tên trước là thầy đọc mới. Dạ dạ. Số dạy sọc thầy đọc không biết không ra tên. Dạ dạ, để em sửa. Bạn Hương. Dạ. Bây giờ thầy mời em Tô Kiều Trang. Tô Kiều Trang. Tô Kiều Trang. Dạ vâng, thưa thầy, em đây ạ. Thầy có nhìn thấy em chưa ạ? Em chia sẻ vấn đề gì? Thầy ơi, em chỉ có chia sẻ một vấn đề, nó sẽ hơi khác với các bạn về câu chuyện liên quan đến công việc thưa thầy ạ. Rồi, mời em. Vâng, thì em không biết là nó em có được không, được chia sẻ với thầy không? Tại vì nó liên quan đến chuyện giống như là chuyện trong gia đình thôi ạ. Ok, rồi. Thưa thầy, em có hai bé sinh đôi. Ok. Một bé thì rất là dễ chia sẻ mọi thông tin, tại vì hai bé đang đều cái tuổi là cái tuổi gọi như là cái tuổi dậy thì. Một bé thì rất là dễ trao đổi, tức là có chuyện gì anh cũng về, anh có thể chia sẻ với mẹ từ chuyện học đến chuyện trên lớp. Nhưng còn anh còn lại thì anh ý không bao giờ chia sẻ, tức là anh ý luôn luôn để mọi suy nghĩ của anh ý ở trong đầu, và nói chung là anh ý không nói. Nếu dù chẳng như mình có khơi gợi hoặc mình có hỏi anh thì anh sẽ trả lời, nhưng mà những cái câu trả lời của anh ấy thường nó rất là ngắn, chỉ có điều có hoặc không. Dạ. Nói tắt ngang cái là hai bé này là bé trai hay bé gái? Dạ cả hai bé trai thầy ơi. Vâng, mà anh ấy trả lời, tức là nếu mình đặt một cái câu hỏi gì thì anh ấy sẽ chỉ trả lời cho mình có hoặc không, mà nếu mà có hơn một chút thì anh ấy sẽ chỉ trả lời cho mình cái câu nó dài thêm khoảng chừng 2-3 chữ nữa thôi. Và mọi thông tin thì anh ấy rất là nói, tức là bản thân anh cũng là một người rất là ngại giao tiếp, anh ấy không có nói chuyện. Tức là một cái người sống về nội tâm nhiều hơn, kể cả ở trong lớp học cũng vậy, từ bé lớn giờ là anh ý lúc nào cô cũng nói là anh ý ít giao tiếp với bạn bè trong lớp, mặc dù mọi người rất là khen anh ý rất là hiền ngoan, nhưng mà chỉ có một cái là anh ý hầu như là vừa đối với cả bạn bè cũng vậy, anh cũng là người rất ít nói, nên là để mà tìm một người bạn thân đối với anh ý thì cũng hơi khó khăn. Thì em thì
cũng là một cái người rất là hay nói mà cũng rất là hay giao tiếp. Em cũng đã tìm mọi đủ mọi cách để em khơi gợi cái việc để cho anh ấy thì có thể chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Nhưng mà em cảm giác như là hình như càng lớn ấy, thì cái khoảng cách giữa em và anh ấy nó càng ngày nó càng xa ra và nó khó nói hơn. Anh ấy vẫn giấu mình, ẩn mình. Mà bây giờ thì em không biết là mình có nên là phải cho anh ấy, mọi người có bảo là phải cho anh ấy giao tiếp nhiều, nhưng thực ra thì ở trong gia đình em thì cái bạn em là bạn sinh đôi kia thì bạn ấy rất là giao tiếp, bạn cũng rất hay là dẫn bạn bè về nhà cùng lớp chơi với nhau. Nhưng mà chơi nhưng mà các bạn chơi thì anh ấy cũng không chơi, anh chỉ ngồi nhìn thôi. Và bây giờ thì mình không biết mà khi mà anh càng lớn như vậy thì bây giờ có cái cách nào để mình có thể gợi mở để cho anh ấy chịu nói nhiều hơn và để cho mình cả anh cùng chia sẻ nhiều hơn để mình biết được cái tâm tư và cái suy nghĩ của anh ấy. Đấy là một cái cách mà em cảm thấy là nó hơi khó đối với em. Thực ra em thì về vấn đề với anh ấy thì thực ra là bây giờ là cảm giác giữa mẹ và con thì nó hơi xa cách một chút đấy thầy. Rồi bây giờ em cảm ơn thầy. Dạ vâng. Cái này cái thứ nhất là mình sẽ nâng cái thể chất của bé lên, nâng thể chất bé lên như thầy nói vậy đó. Là thế này nè, một cái công việc làm, một cái việc làm hết sức đơn giản và hiệu quả đó là cái ánh sáng mặt trời ấy, nó chiếu vào trong cái tầm mắt mình thì trong não mình nó sẽ kích hoạt cái việc tổng hợp tryptophan một acetamin thành serotonin. Yeah. Cái serotonin này buổi tối trong bóng đêm thì nó chuyển thành melatonin. Và melatonin là một hormone hạnh phúc, là người ta cảm thấy là yêu đời, cảm thấy là có thể gạt bỏ những cái chuyện tị hiềm, những cái mà gọi là trầm cảm, trầm uất được. Ở nước ngoài thì người ta bán cái thuốc là thuốc thực phẩm chức năng là melatonin. Còn đây mình là xứ nóng, mình có thể tìm thấy cái này rất dễ. Thứ nhất là phải cho bé sinh hoạt ngoài trời, đó là cái bắt buộc phải làm để cải thiện cái hành vi của bé. Khá là hiệu quả. Cái đứa mà nó khóc này kia, nó đưa tấm nắng là vậy, nó hết khóc không phải là vậy đâu. Tấm nắng đó thì nó tăng tổng hợp cái vitamin D và nó sẽ hấp thu canxi, làm cho tăng trưởng cho bé và nó làm giảm đi cái tính tự kỷ, hay là một số cái nó sẽ bớt đi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nên đưa ra ngoài, đi ra ngoài. Bây giờ các em hình dung nha, thầy nói về đây các em tưởng tượng nha. Nếu mà em mà có dịp mà em đi ra ngoài mà em coi một cái trận đá bóng mà của người Việt Nam với nước khác, thì không kể em là người vùng nào nha. Ở đây thì có thể em nói rằng tôi là người miền Trung, tôi người miền Bắc, tôi người miền Nam. Nhưng mà khi đi ra Thái Lan mà qua đó là em thấy người nào cũng vậy, đứng đó là cứ một cái lá cờ Việt Nam là đứng đó mà hô thôi. Như vậy là khi ra ngoài thì người ta cảm thấy là người ta tự bảo vệ lấy. Thành ra có những đứa bé ở trong nhà nó dành đồ chơi nha, nhưng mà khi mà đưa ra ngoài nó có thể bảo vệ chị nó liền. Bình thường nó dành cho chị nó, thì đánh là chị nó để lấy đồ chơi. Nhưng mà khi đưa hai chị em ra ngoài thì nó sẽ bảo vệ chị nó tới cùng. Như vậy em đưa hai đứa nhỏ đi chơi những cái dịp nào, bất cứ dịp nào, không cần phải tốn kém nhiều, nhưng mà ít nhất là cũng phải đi ăn kem, đi thứ gì đó, là tự nhiên ra ngoài nó cảm thấy rằng mình cần phải bảo vệ nhau. À, cái đó là một cái gọi là cái phản xạ của con người ta. Nói lại cho em thấy là nha, bây giờ thí dụ mình đi ra Thái Lan, qua Thái Lan mình coi đá banh đi, thì không cần tôi có thể người này thì nói là tôi người Nam, tôi người Bắc, tôi người Trung, ở đây nói đủ thứ không, nhưng mà đi ra bên ngoài rồi là mình không phân biệt nữa, cứ hay thấy lá cờ màu cờ đỏ sao vàng là mình hò reo lên. Còn con của em cũng vậy, thầy nghĩ rằng nếu mà em cho nó đi ra ngoài thường xuyên là nó sẽ bảo bọc lẫn nhau, tự nó bảo bọc, em tin điều đó đi ha, làm thử. Việc thứ nhất là ra ngoài trời nắng để cho nó cải thiện cái hành vi. Mà em biết là khi mà đi chơi dã ngoại nó về, mấy cái nhỏ nó ăn uống rồi nó chơi nhảy nó vui vẻ hẳn luôn, nó linh hoạt hơn rất là rõ ràng luôn. Người lớn cũng vậy, đi biển Vũng Tàu đi này đi kia đi về tưởng đâu là tại gió biển, không phải đâu. Cái gió biển làm gì nó thay đổi con người mình lẽ vậy, làm cho mình cảm thấy là yêu đời hơn, cảm thấy phấn chấn hơn. Thì cái thứ nhất là cái tố chất của nó. Cái thứ hai là cái hành vi đó thì mình có thể thay đổi bằng cách là cho ra ngoài. Em cứ đưa ra ngoài vài lần em thấy khác hoàn toàn, cứ đưa ra ngoài đi chơi dù ngắn dù dài, ra công viên, ra cái chỗ nào cho nó cầu tổ, cho nó đi chơi nào cũng được đó. Cứ đi vài lần, đi chợ, đi bố gì mình cũng dắt hai đứa đi, dẫn đi, thì hồi nhỏ em nó làm vậy đi, rồi lớn lên là nó sẽ ok, bảo đảm nha, em thử nha.
Dạ vâng thầy. Rồi cảm ơn Kiều Trang đã chia sẻ. Thì mời em Bùi Thị Minh Nguyệt. Bùi Thị Minh Nguyệt. Mời em Nguyệt. Bùi Thị Minh Nguyệt. Dạ em chào thầy ạ. Rồi mời em, mời Nguyệt. Em thưa thầy, em xin chia sẻ hai trường hợp. Thứ nhất là một trường hợp em thấy cho là đẹp, và trường hợp thứ hai thì em cho là chưa được đẹp cho lắm. Rồi, một cái là cần phát huy, một cái là cần khắc phục. Ok ha. Rồi cái này phát huy trường hợp, thưa thầy, trường hợp thứ nhất là khi em lên sở y tế thì em thấy có một cái hành động này mà em thấy rất là đẹp. Có một cô dược sĩ trung tuổi, cô đến để cô gia hạn chứng chỉ hành nghề. Thì trong phòng đấy thì rất là đông người ngồi và kín hết chỗ. Thì cô đứng, thì trong khi đấy có một cô gái đến để làm thủ tục giấy tờ. Thì cô đã đứng lên, cô nhường ghế và mời rất là lịch sự. Thì cô dược sĩ, cô lớn tuổi, cô cảm ơn. Và hai người, một người ngồi và một người đứng nói chuyện. Thì qua cách nói chuyện thì cô dược sĩ trẻ này có thái độ rất là tôn trọng và cởi mở. Thì mọi người, hai người nói chuyện với nhau rất là đẹp. Và cô dược sĩ lớn tuổi, cô đã thành thật, cô nói rằng là trong xã hội bây giờ rất ít được gặp người, rất ít có người mà được như em. Thì được như cô dược sĩ trẻ. Và em ngồi đó em nhìn và em cảm thấy là đúng thật, trong xã hội bây giờ rất có ít người mà có những cái hành vi cư xử tôn trọng những người lớn tuổi hay là biết nhường nhịn. Và em thấy là để có được một cái hành vi đẹp tốt thì trong tố chất con người đã có, và trong nền giáo dục của mỗi gia đình, và ngay cả bản thân nhận thức của chính của mỗi con người, học mãi để coi như là để cho mình hoàn thiện. Rồi kết thúc câu chuyện thứ nhất thì thầy cho em thêm một câu nữa nè. Dạ. Có người nói là cái thời bây giờ là thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều á. Dạ. Rồi câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai thì trong đợt đi tiêm phòng COVID ở nơi em, thì em có nhìn thấy một cái hành động cũng là một cô lớn tuổi và những người xung quanh. Thì hai cái hành vi khác nhau đấy thì em lại thấy là đúng như bạn, đúng như lời cô dược sĩ ở trường hợp thứ nhất nói, là khi mọi người đứng xếp hàng cách nhau 2 mét và để ngồi để đợi làm các thủ tục để đi đến để vào phòng tiêm, thì có một cô trung tuổi, cô to béo. Thế thì có một hai người đang chuẩn bị tiến vào cùng một cái ghế. Thì ngồi rồi. Hai người hai ghế ngồi rồi thầy. Nhưng mà còn một cô lớn tuổi này, cô chưa có ghế. Thì trong lúc mà hai vợ chồng cái bác bên cạnh ngồi ghế, thì nhờ một cậu sinh viên điền cho giấy tờ, thì cô vợ bác, cái cô trung tuổi, người vợ đứng lên và xách, chỉ có cách một cái ghế một chút thôi, nhưng mà cái cô trung tuổi kia, cô đã ngồi ngay vào cái ghế của cô vợ của cái bác kia. Thì đến lúc bác kia đến thì bác ấy cũng không nói, nhưng mà bác ấy nhìn với cái ánh mắt là ý là nói là tôi vừa ngồi xong mà tôi chỉ đứng lên nhấc cái túi thôi mà sao bác lại ngồi. Nhưng mà cái bác trung tuổi nữ đấy cứ ngồi im re, không nói năng câu gì cả. Thế đến lúc mà mọi người nhìn thì cái ánh mắt coi như là em thấy không được, mà em thấy cái sự xử sự của cái cô bác lớn tuổi đấy kia là cũng không được. Hai người thì cũng xem tuổi nhau thôi ạ. Thế nhưng mà em thấy không được, xong lại tiếp tục đi lên một đoạn đường khác, đi thẳng tiếp lên, thì chính cái bác to cao đấy, nữ đấy lại tranh mất để đi vào trước của người khác, mà thực ra là người kia là đã đến lượt. Thế thì đúng là em thấy là trong mỗi con người nó có tính và có tố chất. Khi mà người ta đã luôn muốn để vượt lên trước mọi người thì bằng bất cứ giá nào
trong trường hợp nào người ta cũng có thể bước thêm một bước trước người khác chứ không bao giờ nhường. Rồi, cảm ơn. Chuyện là em nhìn thấy như vậy ạ. Rất hay, những cái chia sẻ rất là hay. Thầy sẽ bổ sung thêm cái phần số 1 của em. Dạ. Một cô này là bác sĩ sang Bordeaux để đi du học. Thì cổ mới ngồi tới mỗi bữa ăn thì mỗi người có một cái mâm. Yeah. Muốn cầm đâu cũng được hết trơn á. Thì cổ mới quan sát thấy một ông bác sĩ người Pháp lớn tuổi mà ăn thấy cô độc quá, cứ ngồi ăn mình. Câu chuyện nha. Cổ mới cầm cái, cổ mới bưng cái mâm, trong mâm đồ ăn mình có mấy thứ đồ ăn trong đó, thì mình cầm cái mâm đi, rinh cái mâm đi qua cái bàn đó ngồi ăn, rồi nói chuyện. Thứ nhất là để cho cái người thấy người ta cô độc, thứ hai là mình tranh thủ thời gian để dạy tiếng Pháp. Xong cái ông bác sĩ nói sao biết không ạ? Ông nói là mày ở đâu đến vậy? Cô ở đâu đến vậy? Nói tôi đến từ Việt Nam. Cái hỏi chứ như vậy thì người Việt Nam dễ thương quá. Có lẽ là mai mốt tôi sẽ cho thêm mấy cái suất học bổng nữa. Cái cổ mới hỏi là như vậy ông là cái gì mà ông được quyền hạn? Nói ông là giám đốc của của bệnh viện này. Giám đốc bệnh viện là có trên 1.000 giường bệnh. Em nghe không ạ? Ông này là giám đốc của 1.000 cái giường bệnh. Ông là giám đốc cho mấy người khác, đâu có dám, mấy bác sĩ khác đâu dám ngồi ăn chung nhậu. Nên ông ngồi mình chứ không phải ông cô độc. Nhưng mà câu chuyện là như vậy đó. Hiểu không ạ? Câu chuyện là như vậy thì cổ về cô kể ai cũng chân khẩn hết trơn đó. Thì cổ lần sau cổ cũng dám lại ngồi gần ăn, tưởng đâu cổ là thấy người ta là mấy người sang bất hoàng làm họ. Đó là câu chuyện là như vậy. Thứ nhất. Hiểu không ạ? Rồi. Câu chuyện thứ hai là em nói về cái chuyện mà tranh giành như vậy á, thì đúng như em nói là thầy kể là câu chuyện khác tại khu vực phía Bắc. Có xảy ra câu chuyện thế này là 3-4 giờ sáng người ta leo rào ra để người ta nộp đơn vô học cho con học một cái trường nổi tiếng mà học lớp 1 thôi, mà sập cái tường rào như vậy thì leo lên đầu leo lên cổ làm sao sau này đứa bé mà nó không bị ảnh hưởng được. Thành ra nếu mà mình giáo dục cho con em mình á mà mình cũng đi tranh chấp như vậy thì làm sao mà mình sau này mình khuyên thôi con đừng có sân si hỉ nộ như vậy. Đâu phải đi học trường giỏi là ra thành một người nổi tiếng đâu. Đó mà. Rồi ở tại Biên Hòa, câu chuyện là thế này. Ông này ông lái chiếc xe container, ông chở mấy cái kết bia. Container thì lớn lắm. Bẻ cái vòng cua ở ngay cái Tân Vạn đó. Không phải Tân Vạn, ngay cái vô cái đường vô cái ngã ba Vũng Tàu, ngã ba gì mà đi vô cái thành phố Biên Hòa đó. Ông bẻ cái cua cái lật chiếc xe đổ xuống dưới. Mọi người ra súng hôi của đem chôm đi hết trơn. Mà lẽ ra không giúp đỡ cho người ta, người lôi của đi. Thì cái đó là cái tố chất mà đã trui rèn như vậy. Thì qua hai câu chuyện của em nói thì đúng là như vậy. À, thì nó phải dính tới nhiều. Nhiều người phải có liên đới tới trách nhiệm này. Không chỉ gia đình, ngoài học đường, ngoài xã hội. Mà trước đây, cái thời của thầy đi học á, thì có một cái dòng chữ nó viết xuyên với cái vách tường này là tiên học lễ học văn xuyên suốt luôn. Tiên học lễ hậu học văn là cứ như vậy, là giáo dục cho mình là khi bước vô cổng trường đó là phải thuộc cái câu đó. Nó mang theo thầy đến bây giờ là 60 mấy năm gần 60 năm cuộc đời, 60 mấy năm thì vẫn lúc nào cũng tiên học lễ hậu văn. Nó quen, nó vô tới máu rồi, nó không chạy đâu nữa chứ. Rồi, cảm ơn Minh Nguyệt đã chia sẻ hai chủ đề rất là hay. Tiếp theo thì mời Nguyễn Ngọc Ngân. Mời Ngân. Dạ, em chào thầy. Rồi, bắt đầu đi Ngân. Dạ, em xin chia sẻ là em có một người bạn, thì bạn mới đến tiệm thuốc. Thầy muốn gặp, thầy muốn coi em diễn đạt như thế nào. Em cái cách anh nói, em bật camera thầy không thấy mặt. Ủa, thầy không thấy em thấy thầy, em mở camera rồi thầy. Không, em thấy thầy là đúng rồi, nhưng mà thầy không thấy em. Dạ em mở camera rồi, thầy thấy em chưa nào? Không sao, thôi lỡ rồi không sao. Ok, tiếp tục đi Ngân. Mở camera xem. Dạ. Như cái cam của chị quay ngược rồi đó, chị quay ngược cái cam lại chị Ngân ơi. Ok, chị Ngân ơi. Biết chưa? Rồi. À, rồi ngược nó rồi, ngược nó rồi. Ngược nó rồi hả thầy? Ở trong cái cam đó nó có ghi là cái mirror đó, rồi ok được thấy rồi đó. Nói đi Ngân. Dạ rồi. Okay. Thì là có một cái anh đó, anh bị đứt tay và anh tới thì em có sát trùng vết thương cho anh xong rồi. Em dán cái miếng băng keo cá nhân lại và em không có lấy tiền. Thế là bạn em mới trách là ủa tại sao mày không lấy tiền? Mày học bao nhiêu năm trời rồi, bỏ biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu công sức mà tại sao cái trường hợp đó mày không lấy tiền? Em mới nói là
thật ra cái ngành nghề của mình á, thì là mình phải đặt một cái tâm lên hàng đầu, chứ không phải là mình vì cái đồng tiền nhỏ nhặt là lúc nào mình cũng phải lấy hết. Thế là bạn em, bạn mới biểu môi, bạn mới cười, em rất là buồn. Rồi, cảm ơn. Thì khi mà bạn chích cái mũi vaccine số mũi vaccine 1 á, thì bạn bị F0. Xong khi mà bạn bị F0 á, thì là công ty mới gửi cái giấy là mời bạn đi làm trở lại. Thì bạn mới hỏi em mà tư vấn là bây giờ... Rồi nói đi em, cứ tiếp tục đi nghe. Tiếp tục đi. Hay là tao đợi là bị F0 á. Dạ, do bị F0 á nên là tao mới được chích ngừa. Hay là bây giờ tao chích luôn đi, tại vì tao cũng muốn đi làm để muốn kiếm tiền. Chứ ở nhà mấy tháng dịch này cũng đâu có tiền để mà xài. Cái là em mới nói, em cũng tư vấn là Bộ Y tế cũng có nói là mình F0 thì sau 6 tháng mình mới được chích cái mũi 2. Còn bây giờ mình đã có giấy của F0 rồi thì mình vẫn là đi làm bình thường. Nhưng mà khổ là cái công ty nó không có chịu thầy. Công ty thì muốn là phải có cái tích xanh, cái thẻ xanh thì mới cho bạn đi làm. Thì em nói thật ra là tiền nó cũng không có quan trọng lắm. Bây giờ mình không tìm, mình kiếm tiền thì lúc nào kiếm cũng được, nhưng mà quan trọng là sức khỏe của mình lên là đầu tiên. Trong cái trường hợp này thì em thấy cái kiểu bạn giống như là tiền là bạn đặt lên cái hàng đầu, lên một cái vấn đề rất là lớn, chứ không phải là kiểu như là tiền là hôm nay mình kiếm không được thì mai mình kiếm không bằng cách này thì mình sẽ kiếm bằng cách khác. Em rất là buồn bạn, tại vì em nói nhưng mà bạn kiểu như là lúc nào cũng là tiền đó thầy. Rồi, cảm ơn Ngân đã chia sẻ. Bây giờ thầy sẽ nói hai vế của một vấn đề. Dạ. Là về phía bạn ha, về phía bạn là cái ý là bạn đó là có thể là bạn cái quan điểm sống của bạn nó quá đơn giản phải không ạ? Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về góc độ của em thì bên cạnh cái mà gọi là cái tâm của cái người thầy thuốc thì chúng ta còn được một cái gì nữa, được cái gì thì các em sẽ thấy không ngờ nha. Em đi ra chợ em mua một cái ký cà chua, người ta lấy người ta để cộng hành cho đó, để cộng ngòi đó, có tốn đồng bạc không? Nhưng mà mình lấy được khoái rồi. Thật sự có vậy không à? Ai không khoái không à? Trong số này ngồi đây có ai không khoái không à? Dạ vô, đúng rồi thầy. Cái cà chua người ta để mới cộng hành, cộng ngòi có tốn gì đâu, đâu mất gì đâu. Em đi vô trong cái tiệm kiến, tiệm đồng hồ đó, em nói bây giờ cái kiến tụi nó rớt cái con ốc này ra này, người ta vô người ta dặn vô không bị lấy tiền. Em vô em thay cái dây đồng hồ người ta cũng không tính tiền. Em đi vô phòng nha sĩ người ta đề là khám răng trẻ con không tính tiền, nhưng mà mấy mốt ba má nó tới trồng răng là tính tiền đó. Vô phòng của luật sư đề là tư vấn luật pháp miễn phí, nhưng mà tới em mua cái dịch vụ để tư vấn để mà đi đi cãi để mà tranh tụng gì đó là bắt đầu tính tiền. Như vậy thì xá gì một chút xíu một cái miếng măng keo cá nhân đó thì không có làm gì hết, nhưng mà cái này quan trọng là thứ nhất là nó nói lên cái tâm của mình. Cái thứ hai là cái tâm và cái tầm nhìn của mình. Người ta mình không lấy 2.000 đồng, 5.000 đồng, 2.000 đồng miếng măng keo cá nhân này, nhưng mà mốt mà cái toa thuốc 1 triệu đồng người ta vẫn vác tới nhà mình, mặc dù người ta đi rất là xa. Bữa đó người ta phải đi công chuyện xa, người ta cũng ráng ôm cái toa thuốc nó chạy tới nhà thuốc mình để thầm cái tấm lòng. Hiểu không? Đó, thì chia sẻ với em thì em được hai thứ. Nếu em làm đúng như vậy em được hai thứ, vừa cái tâm vừa cái tầm, mà em không thấy cái tầm. Bây giờ thầy nói về cái tầm cho em thấy, đúng chưa? Ok. Rồi, mời bạn khác. Mời bạn Lê Thị Luân. Cảm ơn Ngân nha. Mời bạn Lê Thị Luân. Dạ. Lê Thị Luân. Số gì đó, 127 đó. Rồi, Luân. Dạ, chào thầy, thầy thấy chứ thầy. Ok. Bắt đầu. Thì câu chuyện của em nó cũng đơn giản, thì nãy giờ mấy bạn đã nói về kỹ năng, mà bây giờ em nói về bên cái mạng Tommy đó thầy. Thì bên về mạng mê tín đó thầy. Ok, rồi nói đi. Thì bạn em á, có một người bạn thân mà ở Sài Gòn đó thầy, mà từ bữa tới giờ thì không biết là tới bình xã để mà chỉ tiểu đường đó thầy. Rồi. Mà nghe tin đó thì bạn của bạn á là bị bệnh tiểu đường, thì còn một người dược sĩ đó, mẹ của bạn á là nói là uống xả sẽ được đường huyết sẽ hạ và bình ổn,
thì bạn nó mua lần 10 cái xả về cho mẹ uống, và bạn cũng uống, bạn đang bị tiền bác nó đường á. Ok. Mà em đã tư vấn mà không có tin, mà nói là cái chị này là mẹ nói là dược sĩ, mà uống cái ông cho cái ông già chồng con mẹ uống rồi, mà đường thì nó bình ổn. Nó thành thử ra là phải uống, mà bây giờ mua về cho cả gia đình uống. Thì em nói ủa vậy là sao? Cái mùi dược sĩ đó là xem tài liệu không? Mấy mà cái loại tham nào chứng minh cái điều đó là xả đủ đường. Thì em đã nói, nhưng mà bạn cứ nhất quý là cái đó là dược sĩ là đúng, còn em là giảng học chưa ra trường cái này, còn bạn là không có tin tưởng. Rồi cái thứ hai nữa là bạn nói là thì uống là 2 năm nay, cái người đó uống 2 năm nay rồi là đường bình ổn, không phải là bị trị tiểu đường nữa, mà mua cho cả gia đình uống. Và bây giờ uống thì uống ngày nào cũng uống xả hết đó này. Rồi. Là rất nguy hiểm, và đâu nói tại sao mà tính bắt con người mà sao con người một cái người tiêu cực như thế nè, không có thay đổi được một cách nhìn cho nó cụ thể một tí. Rồi. Cảm ơn Luân đã chia sẻ về một cái tình huống mà cái sự hiểu biết nó không tới nơi, sự hiểu biết không tới nơi rồi người ta làm những cái chuyện như vậy. Có bệnh thì bái tứ phương, hãy nghe người ta nói là hãy mà cái phương nào mà người ta suối là uống xả thì người ta theo uống xả. Hãy phương nào mà người ta nói là uống cái đầu bắp, người ta uống cái đầu bắp. Thì đó là do cái sự hiểu biết thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bởi vì không thấy, có thể nó che lấp cái phản ứng mà người ta định lượng. Em hiểu là trong nguyên nó là nhiễu đó, nó làm cho định lượng không phát hiện được đường. Nhưng mà như vậy thì cái đường này nó sẽ tàn phá các cơ thể, đưa đến là võng mạc bị hỏng một ngày rồi. Một ngày nào đó sẽ bị mù lòa với cái võng mạc, rồi nhiễm trùng màng trứng đái tháo đường, rồi tới suy thận. Mà một khi áp lực của đường nó làm cho áp lực lớn lên trên cái tế bào thận, nó làm hỏng cái tế bào thận và đưa đến là albumin nó sẽ chui qua, nó làm cho đào thải albumin, đi tiểu ra albumin và rất nhiều thứ. Cái vấn đề lúc đó không lo cái đường huyết là không phải là quan trọng, mà cái vấn đề quan trọng là cái biến chứng sau này của đường huyết. Như vậy thầy sẽ nói với em nghe thế này để em hiểu, là cho các bạn trong lớp nghe hiểu này nha. Một cái nghiên cứu UKPDS tại Anh, nghiên cứu trên một cái toàn nước Anh, người ta kết luận được rằng khi một cái người mà đến khám bệnh mà phát hiện ông bị đái tháo đường, bà bị đái tháo đường, là lúc đó tuyến tụy còn có 50%. Em tưởng tượng một đất nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, và khi mà một cái người nào đó phát hiện đái tháo đường là coi như một hỏng hết nửa cái tuyến tụy thôi, hỏng hết 50% chức năng rồi. Đó. Rồi bây giờ nói tại Mỹ nha. Tại Mỹ thì những cái người mà phát hiện được đái tháo đường đó thì 50% được chẩn đoán và điều trị. 50% cho nó điều trị thì chỉ có 50% là đạt được cái đường huyết mục tiêu. Như vậy thì xá gì ở Việt Nam. Như vậy ở các nước khác cũng vậy thôi. Mình cũng đừng có quá gọi là quá bi quan. Bởi các nước tiên tiến người ta vẫn có những con người người ta bảo thủ. Hiện nay thì ở Việt Nam mình đang chờ từng mũi vaccine. Và người ta thốt lên, người ta nói rằng hồi xưa đó, xưa nay thì ước muốn đủ điều. Xưa nay còn bây giờ thì sao? Bây giờ chỉ ước có 2 liều vaccine. Hồi xưa thì ước muốn đủ điều, còn bây giờ thì chỉ ước có 2 liều vaccine. Cái mơ ước như vậy đó. Trong khi ở bên Mỹ đó, thì vaccine phải đem đổ vì nó quá hạn dùng. Như vậy người ta bảo thủ, người ta không tuân thủ. Thì cái chuyện mà em chia sẻ thì nói em nghe rằng không phải ở Việt Nam, mà ở trên thế giới này cũng có những con người như vậy. Đúng không ạ? Thì bây giờ một là mình sẽ làm hết cái tâm nguyện của mình với một cái người thầy thuốc, mình sẽ làm. Nếu mình thành công thì coi như mình đã trọn vẹn cái vai trò của người thầy thuốc. Còn nếu không thành công thì giấc ngủ mình nó sẽ rất là êm, bởi vì mình đã làm chuyện tốt. Mình phải làm thôi. Cho dù mình nói có hiệu quả hay không hiệu quả thì mình vẫn phải làm, bởi vì đó là cái tâm nguyện. Vậy được ha. Rồi cảm ơn em luôn. Yên tâm là trên thế giới vẫn còn những người như vậy, không phải chỉ có mình đâu nha. Ok. Rồi mời tiếp em Bùi Nguyệt rồi nè. Huỳnh Vũ Linh. Em chào thầy ạ.
Rồi mời Linh. Em xin chia sẻ với thầy và các bạn một cái câu chuyện ở nhà thuốc của em thôi. Đó là trong cái giai đoạn đầu của em lúc đi học thì em có thuê một bé nhân viên. Bé rất là xinh và nhí nhảnh. Thì trong một cái đêm trăng thanh gió mát có một anh chàng anh vào nhà thuốc thì anh nói bán cho anh cái áo mưa. Ok. Cái con bé này nhí nhảnh lắm. Áo mưa anh qua tập quá mua chứ anh vô nhà thuốc mua áo mưa chi? Ai mà bán? Ok. Thì thật ra là anh mua bao cao su mà anh ngại. Anh nói là anh mua áo mưa. Nhưng cô bé thì không có kinh nghiệm. Cho nên là từ cái làng đó thì trở về sau thì không thấy anh đã quay lại nhà thuốc nữa. Cho nên là em thấy cái yếu tố gây nhiễu ở đây là cái trình độ chuyên môn và cái kinh nghiệm ở đây sẽ ảnh hưởng trong cái giao tiếp ạ. Rồi rồi. Yeah. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em đã chia sẻ. Ok. Thì mai mốt em cũng sẽ được biết là trong cái giao tiếp thì có những khi mà người ta giao tiếp những cái chuyện mà khó nói thì ta sẽ có thể dùng những cái từ mượn cái từ khác để người ta thay thế nha. Đó cũng là một trong những cái mà trở ngại khi mà chúng ta đi tư vấn đó, thì những cái việc vấn đề nhạy cảm là có đó chứ không phải không. Rồi bây giờ khoan nha, bây giờ thầy muốn dừng lại một chút xíu thì nghỉ với lao nha các em, cứ thôi căng thẳng quá nha. Rồi bây giờ hết sức căng thẳng, bây giờ thầy sẽ vẫn giữ cái những cái bàn tay, cái cánh tay giơ lên để mà lát tiếp tục gọi các em nha. Thì rất là quá tốt khi mà đến giờ phút này mới có được nửa thời gian mà chúng ta đã nói tới mười mấy em rồi tham gia rồi. Hy vọng rằng tới cuối buổi thì rất là nhiều nha. Mười ba em tham gia rồi, rất là tốt và tham gia rất những câu mà rất có chất lượng ha. Rồi các em nghĩ lại chút xíu nha, những câu chuyện này nó còn tiếp nối. Thầy không có muốn là chúng ta học hết cái nội dung mà chúng ta học hết cái thông tin, mà chúng ta hiểu hết thông tin mà chúng ta học. Cho nên là bởi vì thầy mới lấy điểm mà điểm giữa kỳ là rất là thoải mái, các em nói thoải mái thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn. Ok ha. Dạ. Thưa thầy, cho em hỏi là mấy giờ là vô học lại thầy? Bây giờ mình tới 3:15. Dạ. 15. Mình vô học lại nha các em. 3:15. Ok nha. Dạ. Ok. Rồi. Rồi. Chút xíu gặp lại. Thầy mời em Quỳnh Vũ. Anh ta Quỳnh Vũ. Vậy. Phan Thị Hồng. Mời Hồng. Phan Thị Hồng. Dạ. Rồi, phát biểu đi Hồng ơi. Dạ thầy thấy em chứ thầy. Ủa sao? Dạ thầy thấy em chứ thầy. Ok, bắt đầu đi em. Dạ thưa thầy, em xin chia sẻ một cái trường hợp của em là hiện tại thì giờ nhà nước cho mở lại bình thường mới á thầy, là người ta vẫn đi làm bình thường, cái buôn bán bình thường, cái em bán quầy thuốc cái. Có một cái ông kia chắc cũng tầm 60 tuổi, ông tới cũng mua thuốc nhà em. Cái mặc dù bình thường mới nhưng mà bọn em vẫn cách 2 mét để bán hàng á thầy. Cái em có dán cái dây là vui lòng không đi qua khỏi dây, giữ khoảng cách 2 mét. Nhưng mà ông lại kéo khẩu trang xuống, ông nói chuyện rồi cái xong ông đi vô trong cái dây, ông kéo cái khẩu trang xuống, ông nói để chắc là ông sợ em không có nghe. Cái xong em mới nói là ông đeo khẩu trang lên giùm con được không ạ. Cái xong ông nói để dạy nó mới nghe. Cái xong là em mới bảo là thôi nhờ ông kéo khẩu trang lên để cho nó an toàn thầy. Cái xong rồi em cũng có mời ông ra khỏi dây giùm em. Cái xong ông mới bảo là cái gì mà khó khăn vậy thì bán hàng cho ai. Cái xong là tôi chích 2 mũi rồi, không có like cho cô đâu mà sợ. Cái xong em cũng có giải thích cho ông là có chích vaccine rồi nhưng mà cũng có khả năng like cho người khác và mình cũng có thể bị á thầy. Cái xong ông nói là đâu, chích 2 mũi là không có sao hết á, cô cứ yên tâm đi. Cái xong em có giải thích là vaccine này á, là có nghĩa là nếu như mà ông chích rồi 2 mũi rồi sau 14 tuần á, sau 14 ngày á thì cái ông có nghĩa là nếu như ông vẫn bị bình thường nhưng mà cái khi ông bị á là
nó trở nặng thì nó sẽ ít khi trở nặng hơn là khi ông chưa chích vaccine. Cái xong ông nói tôi không có sao hết á. Cái xong sau ông mới bảo em là thôi nói nhiều quá đi, bán hàng đi. Cái xong em cũng có hỏi ông mua gì, cái ông mới bảo là bị cảm ho bình thường, thì em cũng khai thác cái triệu chứng á, nhưng mà ông không có vui vẻ gì lắm. Cái nói chung là ông chỉ nói sơ qua xong ông mua. Cái xong em cũng cảm thấy hơi bực mình trong người, nên bình thường nè, nếu như em bán hàng là em có tư vấn thêm một số ví dụ như cọng ngậm để trị ho cho ông, tại vì ông có ho á thầy. Nhưng mà em cũng khá là bực bội nên em chỉ bán thuốc cho ông thôi. Cái xong em xong ông đi thì em thấy là cái yếu tố gây nhiễu là do cái vấn đề là ông chưa có tốt có hiểu về cái vaccine đó, trình độ chuyên môn. Dạ đúng rồi, cho nên là làm cho ông là khó chịu với em, còn em thì lại không bán được hàng như mong muốn. Rồi, cảm ơn Hồng chia sẻ một tình huống thực tế nha, rất là thực tế, rất là hot ha, chủ đề hot nha. Rồi mời tiếp theo là mời em Đỗ Thị Thấm. Dạ em chào thầy ạ. Rồi mời Thấm. Thưa thầy là em chủ đề. Dạ chủ đề của em xin chia sẻ là câu chuyện là tại nhà thuốc của em ạ. Là cũng là khách hàng tới mua hàng thuốc, em cũng khai thác bệnh sử, em cũng có mua ý là bán là bệnh nhân là ít nhất là 2 ngày với trường hợp bị viêm họng với ho. Nhưng mà khách hàng thì họ chỉ nói một câu thế này là bán tôi 2 liều thôi, uống nhiều không có tốt. Mà em cũng giải thích là uống nhiều là như thế nào, nhưng mà họ không muốn nghe. Thành ra là em cũng cố giải thích nhưng mà kiểu như là họ không muốn hợp tác á, nên thôi em cũng bán có 2 liều đó thôi. Thế là nói chung là cho em cũng nóng đó. Lúc đó em nói em giải thích rất là nhiều nhưng mà họ không hiểu, họ mua cũng có 2 liều. Nên từ đó trở đi em rút kinh nghiệm là yếu tố gây nhiễu ở đây á, là do họ chưa hiểu, họ cứ sợ là uống nhiều là không tốt, hại gan, hại thận. Nhưng mà họ lại không uống đủ liều kháng sinh thì dễ bị đề kháng á thầy. Xong rồi em rút kinh nghiệm là từ lần đó trở đi là em sẽ rút kinh nghiệm là giờ khách hàng mua bao nhiêu cũng phải bán cho họ, chứ không là họ bỏ đi hết luôn đó thầy. Rồi, đúng như vậy thì bây giờ mình sẽ có biện pháp trước mắt và lâu dài. Dạ. Bây giờ mình nói lần này người ta không nghe, nhưng mà lần sau người ta về người ta nghe người khác nói cũng giống vậy. Mai mốt ông đi bác sĩ, ông đừng nói cái cô dược sĩ đó, cô bán tôi vậy đó. Tôi đòi 2 liều, cô đòi tới mua gì vậy đó. Thì bác sĩ đó, cô dược sĩ có nói đúng rồi. Thì vài bữa ông nghe trên TV nói nữa, thì khi mà ông đã hiểu rồi thì ông sẽ tin tưởng mình nhiều hơn. Thành ra không sao cả. Coi như là cái lần này thì mình chưa đạt hiệu quả, nhưng mà mình còn có chiến thuật và chiến lược. Chiến thuật là cái trước mắt, còn chiến lược là lâu dài, không lo ha, không lo chuyện đó. Ok, mình sẽ bình tĩnh, vui vẻ bình thường. Người ta nể mình là tại mình vui vẻ bình thường. Mới, ủa tại sao mình nói cái thái độ mình vậy mà cổ vẫn vui vẻ. Người ta nể mình, ta không biết là mình là một ẩn số, không biết mình là cái hộp đen là cái gì. Là càng hay nữa, càng thêm bí mật nữa. Đúng không? Thành ra là, okay. Thành ra là cứ mỗi lần khách mua 2 liều là em sẽ kèm thêm kẹo hay là cái khác. Rồi. À, mình vẫn nói một câu là bác có thể có dành thời gian được không ạ? Đầu tiên là nhượng bộ nha, nghệ thuật nhượng bộ. Cái thuật nhượng bộ là bác có thể dành cho cháu vài phút được không? Nghe nó có được, nó nhượng bộ vậy thì mình được rồi, có gì không cháu? À, 2 liều thuốc này nó như thế này thế kia. À, mình tư vấn không thôi, không cần người ta mua, nhưng mà mai mốt người ta quay lại đó, tin tưởng điều đó đi nha. Rồi cảm ơn Thấm. Mời em Nguyễn Hoàng Oanh. Dạ. Rồi bật micro em. Dạ em chào thầy ạ. Rồi nói đi Oanh ơi. Dạ em xin chia sẻ một câu chuyện là ở nhà thuốc ạ. Đó là em thực tập ở tại một nhà thuốc. Em có gặp một khách hàng, đó là cái chú khách hàng đó tới mua thuốc, nhưng mà yêu cầu là chị chủ nhà thuốc đó, nơi em thực tập là trực tiếp bán, chứ không là không chịu em bán. Nhưng mà rất là không may nữa là hôm đó chị chủ là có công việc gấp phải đi họp ở sở, đúng chiều chị mới quay về. Thì em hẹn với lại người khách hàng đó là bây giờ chú có thể là để con bán, con lấy thuốc cho chú
Không đó thì chiều chú quay lại ạ, tại vì chị cũng có con hôm nay có việc gấp đi đây ạ. Thì nếu là em đã cho ông khách đó đi và đến chiều vài ngày hôm sau ông khách đó vẫn không quay lại. Yếu tố gây nhiều ở đây là cái người tập thuốc bán thuốc ở đó là thiếu cái kỹ năng giao tiếp với khách hàng, không có tiếp cận được khách hàng tin tưởng mình để mình bán thuốc cho khách hàng. Rồi em cảm ơn em. Một cái chia sẻ nữa phải không ạ? Chia sẻ nữa là từ cái việc mà team building là làm việc theo nhóm, thì mình làm sao để cho người nào bước vô trong nhà thuốc mình cũng hiểu rằng là cái ekip mình mà làm ekip mà gọi là thuần nhất giữa các nhân viên với nhau, giữa chia sẻ với thông tin, chia sẻ với kinh nghiệm, thì cái đó cũng là một cái nghệ thuật ha. Rồi cảm ơn Nguyễn Hoàng Anh. Mời bạn đây, những người này có những cái tên rồi. Nguyễn Thị Đăng Trinh có chưa, để tìm kiếm xem. Nguyễn Đăng Trinh, Đăng Trinh nói cho em. Dạ chưa thầy ơi. Mời Đăng Trinh nói. Dạ rồi, bắt đầu đi em. Dạ em chào thầy, em chào các bạn. Dạ thầy, là em cũng trình bày là cái việc ở nhà thuốc em á, là có một cái chị khách đã tới vào cái một buổi trưa khoảng 11 giờ rưỡi 12 giờ gì đó, là hơi trưa rồi. Chị ấy nói là bán cho chị hai chai mắt gan giải độc để chị uống chữa sạn thận. Thì em mới nói là chị ơi, cái này nó là thuốc mắt gan thôi chứ nó không có chữa sạn thận. Xong chị nói chắc bà hay hơn bác sĩ bình dân hả? Bác sĩ bình dân còn nói là uống cái này được một không chị, cái này là mắt gan. Xong rồi bà cứ cái tới cái lui, cái em mà không, chị em không bán cho chị để chữa sạn thận đâu. Xong cái bà giận bà bỏ bà đi luôn. Nhưng mà lúc đó em cũng bực bội nữa. Xong cái em nghĩ là tại mình cũng tức giận nóng nên là mới mất một vị khách. Rồi. Đó là như vậy á thầy. Okay. Rồi qua câu chuyện của Đăng Trinh ha. Đúng là như vậy, nãy giờ các em chia sẻ là vì lý do là người ta mua hai viên, vì lý do là người ta mua trong một ngày. Thì cuối cùng chúng ta rút ra bài học là cái gì? Cho dù nha, cho dù. Nãy thầy có nói rồi. Nếu trường hợp của Đăng Trinh nha, thầy sẽ nói thế này nè. Thật ra thì gan và thận nó có mối liên quan. Mối liên quan thế nào? Nếu gan không chuyển hóa được thì thận sẽ bị lãnh đủ. Giống như là cái hàng hậu vệ mà không làm được tốt thì thủ môn sẽ lãnh đủ. Như vậy thật sự là có mối quan hệ nhưng mà rất xa, xa lắm lẫn kia. Như vậy khách hàng này á, mà mua hai chai mát gan thì em vẫn bán bình thường như bao nhiêu người bình thường. Tại sao? Tại vì nó không hại gì hết trơn á. Coi như là để nó làm gì, mát gan để làm gì? Nó làm kích thích gan để tiết ra nhiều cái axit mật và nó hấp thu, tức nó hấp thu thôi. Như vậy thì nó không bán cái chai mát gan, nó không có ảnh hưởng gì hết, bán. Còn nếu trường hợp sai thế này nè, nếu trường hợp đó là một cái thuốc tân dược thì không được, mình làm vậy là mình sai. Cái lương tâm không cho phép mình làm cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà không hiểu đến nơi chốn mà nghe nó là chỉ là một cái thuốc bổ thì bán thôi, đúng không à? Được nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Mời em Huỳnh Vũ Linh. Huỳnh Vũ Linh, nhanh chóng em, bật micro liền. Hình như hồi nãy bạn trả lời rồi hay sao? Thôi rồi, bạn trả lời xong rồi bạn giọt luôn hay sao vậy? Ok, thầy coi lại nãy thầy danh sách thì biết đúng chưa? Đúng rồi, Huỳnh Vũ Linh nãy bán áo mưa vậy đó ha. Bán cho tôi cái áo mưa vậy đó. Rồi ok, có nói rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ mời tên người khác, em Bích Lợi. Hà phải không? Hà chuẩn bị sẵn rồi chưa? Dạ. Rồi, mình đi không Hà, bật máy luôn, bật micro luôn. Dạ em chào thầy ạ. Rồi mời Hà Ngọc Hà. Dạ, em muốn chia sẻ một tình huống cũng ở nhà thuốc nhưng mà không liên quan gì đến thuốc đó thầy. Tại vì là ở thì em cũng bán thuốc nhưng mà một hồi em nghe ở ngoài trước cãi lộn. Tuy nhiên là có va chạm giữa hai người phụ nữ cãi lộn với nhau, cãi một hồi lâu. Xong thì em mới thấy cũng lâu mà cứ cãi qua cãi lại lớn tiếng lắm. Xong rồi em cũng làm bà tám, em đi ra em nói là em chỉ nói là
thôi bây giờ nói chung là hai người cãi nhau thì sẽ không giải quyết được chuyện gì, thì em mới kêu là thôi bây giờ chị này nói thì chị kia nghe đi, im đi đừng có cãi, để chị này nói thôi, xong rồi chị này im thì chị này nói lại. Xong cái trong khi em nói vậy cái hai người im xong cái cỏ đi hết luôn thầy. Tức là tại vì hai người đứng cãi trước cửa nhà thuốc em thì em thấy cũng ảnh hưởng. Cái em mới đi ra em nói vậy, xong cái hai người em chỉ nói là thôi hai chị đừng có cãi nhau, chỉ là chị này nói đi rồi chị kia im lặng chị để cho nghe đi, xong rồi tới chị kia nói rồi chị này nghe. Xong cái em nói vậy xong cái hai người nghe luôn. À, không nói nữa. Em phát cho mọi người con. Em xách hai dao phát cho mọi người con. Không biết em có phải là yếu tố gây nhiễu hai người đó để hai người đó không cãi nhau luôn. Có nhiều cái lý do, có thể là đó là một cái may mắn. Tức là lúc mà em ra em nói thì bắt đầu hai người đó là đang muốn rút lui rồi. Mà người nào cũng cảm thấy là mình rút lui là mình thua nó sao. Ra ráng đứng đó, em ra nói cái là biến liền. Hiểu không ạ? À? Hai người đó là cảm thấy là cãi nhà đủ rồi. Mà khi người ta cãi ra hết thì còn trong bực tức người ta đem ta thải ra ngoài hết rồi. Người ta ném vào trong cái người kia rồi, đâu còn nữa đâu. Thành ra cái đống rôm khô bực bội người ta đốt cháy hết rồi. Bây giờ khi em bước ra em nói một tiếng là người ta lấy cơ hội để người ta tìm cách người ta chuồn. Và hơn nữa người ta cảm thấy nhiều người bu lại quá. Bu lại quá cho nên người ta cảm thấy người ta phải rút lui thôi. Ok ha, rồi cũng có được nha. Ok. Thì ha. Dạ em cảm ơn. Rồi rồi, ok. Rồi tiếp tục nha. À, mời bạn khác. Có bạn này là tên là Phạm Thị Danh Y phải không ạ? Danh Y luôn ha, Danh Y. Rồi mời Danh Y. Dạ có, em chào thầy ạ. Rồi bắt đầu em, bắt đầu em phát biểu đi. Dạ, dạ em chia sẻ một câu chuyện là ở tại bệnh viện và và chính bản thân em luôn ạ. Là em sanh bé đầu tiên là bác sĩ chỉ định cho em là mổ là do huyết, là do nước ối quá nhiều ạ. Nên là ngày hôm đó là em bắt đầu đi mổ. Thì vào thì bác sĩ là trực tiếp là lấy máu xét nghiệm và làm các cận lâm sàng để cho em có đủ điều kiện để mổ á thầy. Thì trong lúc đó thì có cuộc họp khẩn và bác sĩ nói là thôi giờ em ngồi đây chờ anh một chút xíu. Anh lên họp rồi xuống anh sẽ lấy máu cho em hoặc là mấy cô ở đây lấy cũng được. Thì em cũng ngồi chờ và xếp hàng theo mọi người thôi. Thì những cái cô y tá ngồi đó thì đã để ý em là dạng như là người nhà của bác sĩ hoặc là người quen gì đó. Thì mới tỏ thái độ không tốt với em. Dạ có một cô bệnh, có một sản phụ lấy trước em. Và sau đó thì tới lượt em thì em sẽ lại thì gọi tên em lại thôi. Chứ em cũng chẳng chờ đợi gì bác sĩ xuống lấy máu cho em hết. Okay. Thì cô y tá đó mới nói là cái chị kia có lại lấy máu không hay là chờ bác sĩ Tuấn xuống lấy. Rồi em mới bảo là cái giọng giọng trịnh thượng hả? Dạ đúng rồi ạ. Xong rồi em mới bảo là em đâu có chờ ai đâu chị, thì tới lượt thì em tới tới lấy máu thôi. Tại chị chưa gọi tên em mà em chưa biết cô kia làm xong hay chưa. Là một đoạn lúc đầu rồi. Xong rồi tiếp tới là tới hồ sơ. Thì lúc đó là họp rất là lâu ạ. Xong bác sĩ đi lâu lắm. Xong rồi tới một đoạn tiếp nữa là hồ sơ em chưa có ghi. Tại vì là do là bác sĩ dẫn xuống, do là ca của em là mổ gấp nên là bác sĩ dẫn xuống, nên là hồ sơ của em là chưa có khai báo, chưa có ghi gì hết. Là bác sĩ nói là thôi để anh làm luôn cho nhanh. Thì lúc đó em không thể nào ghi được. Xong rồi bác sĩ cũng bỏ ngang đó rồi đi, tại đang có cuộc họp nên là không có ghi được. Xong rồi mới đọc tới tên của em thì nói là hồ sơ của chị chưa có ghi gì hết. Thì em mới nói là hồi nãy bác sĩ Tuấn có nói là giờ chưa có ghi được thì để chút xíu nữa ghi. Thì em không biết là bác sĩ có xuống kịp hay không, thì hiện tại em không có, chưa có ghi được. Xong rồi mấy chị đó cũng ghi và rất là hằng, có thái độ hằng học với em lắm kìa, không hiểu là vấn đề như thế nào thì em cũng không biết. Xong rồi mới hỏi là em đã đi siêu âm chưa. Em nói là dạ rồi ạ. Hỏi là siêu âm bên dãy nào, dãy trái, dãy phải, dãy trên hay dãy dưới.
thì đối với một người bệnh nhân mới bước chân vào một cái bệnh viện lớn thì em hỏi, xin phép hỏi thầy là làm sao mà biết được là cái bệnh viện là có bao nhiêu phòng siêu âm được ạ? Ừ. Thì, xong rồi rất là hằng học với em, nó nói là dạ em không biết nữa chị ơi, thì hồi nãy bác sĩ dẫn em đến phòng siêu âm mà bây giờ bệnh viện nó rộng á, em không biết là nó nằm ở chỗ nào nữa, thì dẫn em đi đâu em đi đó thôi. Ừ. Chị mới bảo là chị sinh năm bao nhiêu, nói xem 94 ạ. Thì hai người y tá mới liếc mắt với nhau nhìn qua nhìn lại, sinh năm 94 mà không biết là bên nào bên trái, bên nào bên phải nữa hả? À, và xong rồi ngồi cười dạng như là cười đẻo em hay là như thế nào, hay là nói em là không biết phân biệt là sinh năm 94 còn trẻ mà không lại có học mà không biết phân biệt cái này thế kia vậy á. Nên là em nghĩ là mình cũng chung ngành nhưng mà tại sao những người đó có thái độ kỳ cục quá. Thế theo em là em không bao giờ có thái độ như vậy với bệnh nhân hết á, không có kỳ thị hay bất cứ như thế nào mà sao là chung ngành mà sao những người đó lại như vậy, em cảm thấy rất là buồn luôn á thầy. Rồi ok. Dạ như vậy thì cũng cho thấy ha, là cái chỉ có một chút xíu đó, nếu giả sử nha, giả sử mà có cái bệnh viện nào đó mà nếu mà làm việc tốt hơn, mình cũng ráng bỏ tiền nằm đi chứ đâu có chịu đựng mà cái kiểu mà đối xử với như vậy, tình người với nhau vậy thì nó còn là cái gì nữa, đúng không ạ? Bình thường là tình người mà bây giờ là đối với lại một cán bộ y tế thì cái chuyện đó nó càng phải lớn lao. Rất tiếc cho rất tiếc cho cái ekip đó ha, ekip của các cái cô điều dưỡng đó. Rồi cảm ơn Jenny. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Rồi thì mời em khác, bây giờ đây con danh sách đây còn cũng khá nhiều mà thầy không biết là những người này có gọi tên chưa, tại vì mời em mình thì Thu Trang. Mình thì Thu Trang. Dạ em chào thầy ạ, thầy thấy em không ạ? Mời Thu Trang. Mình thì Thu Trang, ok nói đi Trang ơi. À, chủ đề của em là gì đó? Dạ em xin chia sẻ cái tại quầy thuốc của em ạ. Ok. Dạ có một quầy thuốc không vậy ta? Dạ. Lớp này đặc biệt là hết, nãy giờ thầy thấy là hết 2/3 là nhà thuốc rồi. Ok, nói đi cho Trang. Dạ, có một cô đến mua thuốc á, cô nhờ em lấy Iran cái mẫu của cô đem lại á, mà khi mà em xem cái bịch thuốc thì có 8 đến 9 viên thuốc mà trong khi đó đã bóc trần ra hết rồi á. Nên em có tư vấn cho cô là nên không nên uống cái liều này á, vì nó có nhiều cái viên thuốc nó cùng một nhóm tác dụng á, nó sẽ uống 1-2 ngày hay không sao, nhưng mà uống lâu ngày á nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của mình. Với em nói rõ nãy cái thuốc gì thầy chưa nghe kịp, thuốc gì thì em đang muốn nói. Dạ như thuốc giảm đau tháng viêm á thầy, đau nhất á, chữa đau nhất á. Rồi ok rồi tiếp tục câu chuyện. Em có tư vấn nhưng mà cô không chịu, cô nói là cô uống một ngày rồi cô thấy bớt nên cô lấy y như vậy cho cô. Rồi vậy ha, trong thực tế là mình sẽ gặp đó. Các em có một cái bài học, không phải chúng ta có bài học mà trong cái môn kỹ năng giao tiếp nó có một cái bài học gọi là giao tiếp với những đối tượng đặc biệt. Đó là những người nhạy cảm, đó là những người khó tánh, đó là người tàn tật, những người khiếm thị, những người khiếm thính, những người cao tuổi, những em bé, đó là những cái đối tượng đặc biệt mà chúng ta phải học riêng một cái bài khác nữa. Như vậy là cái nội dung ta học thì ở đây chỉ là cái gọi là thầy gọi là cơ bản thôi, còn thực tế thì chúng ta phải học nhiều thứ nữa phải không ạ? Và có nhiều thứ không cần học ở trên lớp nữa mà học ở trong cuộc sống, và khi chúng ta tiếp xúc chúng ta sẽ trưởng thành. Cứ người nào mà càng tiếp xúc càng trưởng thành. Rồi mời em Bích Lợi. Lâm thì Bích Lợi. Dạ em chào thầy. Rồi mời em. Dạ em xin chia sẻ với thầy với lại các anh chị câu chuyện của em là nó cũng lâu rồi, cách đây khoảng 10 năm, là lúc đó em mới về làm ở khoa dược của một bệnh viện huyện. Thì em muốn chia sẻ là cái mối quan hệ giữa bác sĩ với lại dược sĩ. Thì cái thời điểm đó là ở một bệnh viện viện huyện nhỏ thôi, thì cái khoa dược á nó chưa có cái công tác dược lâm sàng, và cũng chỉ có một dược sĩ đại học là trưởng khoa thôi. Thì tụi em á là kiêm luôn cái nhiệm vụ là duyệt toa.
Thì khi mà tụi em phát hiện được cái sai sót trong cái đơn thuốc, cái tương tác trong cái đơn thuốc á, tụi em có phản hồi lại với bác sĩ. Thì cái quan điểm của bác sĩ là tụi nó là dược sĩ trung học thì tụi nó biết gì mà sửa lưng. Thì bác sĩ mới trả về, bác sĩ không chịu sửa. Dạ, thì tụi em mới gọi lên lại một lần nữa cho bác sĩ, tại lúc đó là không có dược sĩ đại học. Thì bác sĩ vẫn giữ quan điểm như vậy. Thì tụi em mới thấy là tụi em vẫn không thể phát cái toa đó, tụi em mới gọi cho dược sĩ đại học. Thì dược sĩ đại học trưởng khoa của em gọi cho bác sĩ, thì bác sĩ chịu sửa. Thế em, cái yếu tố gây nhiễu ở đây là cái quan điểm của bác sĩ. Bác sĩ coi trọng cái bằng cấp, là nghĩa là kiến thức của em chỉ là những dược sĩ đại học, dược sĩ trung học, kiến thức chưa tới, chưa đủ để mà chỉnh cái toa của bác sĩ. Dạ, thì sau đó cũng may là khoa dược đó là có một cái anh dược sĩ đại học rất là giỏi, dược sĩ trưởng khoa. Thì sau mỗi cái lần như vậy á, thì hàng tuần á, anh tổ chức tập huấn đào tạo cho nhân viên ở trong khoa, là tụi em sẽ có một cái buổi ngồi lại để nói chuyện về cập nhật mới hoặc là về một cái bệnh. Để tụi em sau này tụi em có thể gặp những cái trường hợp như vậy, tụi em có thể tự tin để mà thuyết phục bác sĩ, để mà nói chuyện với bác sĩ. Dạ. Cái thứ hai là trong những cái cuộc họp của bệnh viện á, thì anh có tác động tới, anh có nói những cái trường hợp như vậy là những cái toa mà ở dưới khoa đưa lên đều đã thông qua ý kiến của ảnh hết rồi, chứ không phải là tụi em không biết gì, tụi em tự ý tụi em làm. Thì dần dần sau này em thấy cái cách của bác sĩ xử lý cái vấn đề đó nó khác đi. Là khi mà tụi em trả toa lên á, thì bác sĩ đồng ý sửa cái toa. Em cũng không biết là vì bác sĩ nể dược sĩ hay là vì như thế nào, nhưng mà đối với tụi em thì lúc đó là bệnh nhân được hưởng lợi là được rồi. Tụi em cũng không có quan trọng là bác sĩ phải coi trọng tụi dược sĩ trung học. Dạ. Dạ, em xin chia sẻ câu chuyện của em là vậy ạ. Rồi, bây giờ một cũng tôi đúng. Giữa bác sĩ và dược sĩ thì nó có cái thiếu một cái tiếng nói chung. Thì đó là chuyện câu chuyện của muôn đời, của từ rất nhiều đời nay. Dạ. Nó hướng dẫn tiếp diễn thôi. Bởi vì một bên đó là người trực tiếp điều trị, còn bên là cái người mà đối tác. Thì nếu bác sĩ và dược sĩ cùng ngồi trên một chiến hào để chống đỡ bệnh tật thì bệnh nhân được lợi. Còn nếu hai người ngồi hai chiến hào để chống lại nhau thì bệnh nhân sẽ khổ mà thôi. Cho nên là cái vấn đề là đó là cái câu chuyện của muôn đời, của khá nhiều đời rồi ha. Đó là không phải riêng của mình đâu. Là có thôi bây giờ thầy sẽ chỉ em cái cách mà chúng ta ứng xử trong trường hợp của em. Trường hợp của em như vậy đó. Thì em không phải nói như vậy nữa mà em điện thoại cho bác sĩ đó. Em hỏi thưa bác sĩ, bây giờ trong trường hợp này thì mình xử trí sao? Thì theo như em biết á, trong các cái hướng dẫn này ABC là như vậy, và bác sĩ giờ theo như bác sĩ cho em một lời khuyên. Mình nói cho một lời khuyên là bắt đầu ổng chới giới liền. Phải không ạ? Còn mình nói thay đổi thì tất nhiên là ổng tự ái liền. Thì cái đó là do cái tự ái của con người ta, cái cục tự ái nó lớn quá. Nếu em đổi là một chút xíu. Cái gì thế này nè. Thầy chia sẻ cái kinh nghiệm chỗ này là cô Huyền. Cô Huyền là một cái đa cái đề trong trong dược lâm sàng. Cô là giáo sư Hoàng Kim Huyền. Giáo sư, phó giáo sư Hoàng Kim Huyền gì đó. Cổ mới viết một cuốn sách và cổ nhờ các thầy cùng biên soạn. Thì khi mà cổ kêu sửa thì không ai chịu sửa, tự ái liền. Cổ nói thầy bây giờ thầy sửa này thế kia không được. Cái cổ mới chuyển sang cái chiêu khác. Cổ đưa một đứa học trò cầm cuốn sách tới. Thưa thầy, cái chỗ này mà người ta viết vậy, thầy viết vậy, thì bây giờ thầy cho em ý kiến em phải làm sao? Ông nói ấy chết, vậy là tôi nhầm. Thấy không? Là dạ. nó khác liền. Thành ra em chỉnh là một chút xíu thì có thể là cái nó đỡ căng thẳng hơn nhiều ha. Rồi, cảm ơn em Bích Lợi. Dạ, cảm ơn thầy. Rất là hay phải không ạ? Rất là hay, từ một cái kinh nghiệm xương máu. Tiếp theo mời em, thì nhìn cái bàn tay giơ lên, mời em Bùi Thị Hoàng Phúc. Mời Hoàng Phúc giơ tay. Hoàng Phúc. Dạ, em chào thầy ạ. Mời Phúc nói, phát biểu đi. Dạ, thầy thấy chưa thầy ơi? Rồi, thấy rồi em. Phúc phát biểu đi, Phúc ơi. Dạ, em có chia sẻ một vấn đề ở nhà thuốc em như vậy ạ. Nhà thuốc em thì chị khách hàng này là rất là quen thuộc.
Nhưng mà có một hôm chị đến mua hàng mua thuốc ấy, thì chị kể bệnh cứ cái trường hợp mà dịch thứ tư này thầy. Thì chị đến và chị kéo khẩu trang xuống nói chuyện. Em mới bảo là chị mang khẩu trang lên. Okay. Chị không chịu mang khẩu trang và chị nói một câu là em cũng không mang khẩu trang đó mà. Nhưng mà em đứng ở trong nhà quầy thuốc, em kéo cái cửa của em là nó kín cửa chứ không có mở. Còn cô ấy là ở bên ngoài đi từ xa tới. À, cô so sánh là khẩu trang mà em không mang, cô ấy ra mang mở ra. Chẳng những không mang. Em nói là không được. Bởi vì giờ đang dịch và cô kéo khẩu trang lên và cô đi về chứ không mua. Không cần em giải thích gì hết. Okay. Dạ. Cái hôm sau là thấy cô bị con cô bị thì cô không đến mua, nhưng mà chị của chị là đến mua giùm thuốc cho cổ và mẹ con của cổ, chứ con không thấy cổ đến nữa, nhưng mà mua thường xuyên. Nhưng trong trường hợp này em không biết là cô ấy giận hay là ghét như thế nào đó mà không thấy tới quầy, chỉ okay. là nhờ người đi mua tới mua thôi. Rồi biết rồi, chuyện cổ bị cô bị bệnh hay là cổ bị mắc cỡ gì cái cổ hành động nó thiếu cái tế nhị đó. Rồi bây giờ thầy sẽ nói cái câu này để chia sẻ cho các em trong lớp nha. Có hai cái quy tắc mà chúng ta cần nhớ khi chúng ta đứng ở cái quầy thuốc. Có hai cái quy tắc mà đối với khách hàng. Như quy tắc số 1 là khách hàng luôn luôn đúng. Quy tắc số 2, nếu khách hàng sai thì hãy xem lại điều là quy tắc 1. Quy tắc số 1 là khách hàng luôn luôn đúng. Quy tắc số 2, nếu khách hàng sai thì phải xem lại quy tắc số 1. Như vậy thì ai là không sai? Nhân vô tập toàn. Human is error. Tất cả con người ta đều ai cũng có thể có cái sai sót hết. Như vậy tại sao khách hàng không sai? Khách hàng không sai là tại vì người ta đâu có học trường lớp nào hết, người ta nói không có đúng. Nhưng mà mình phải hành xử đúng. Khách hàng sai nhưng mà chúng ta hành xử đúng. Thì cuối cùng là mình sẽ làm sao để cho cái tên tuổi của nhà thuốc mình nó được đánh bóng lên một cách đánh bóng rất là khéo léo. Như vậy thì sao? Qua rất nhiều ý kiến, hồi nãy giờ thấy là rất nhiều ý kiến của các em. Khách hàng đến rồi đi. Khách hàng chỉ mua có một ngày thôi. Khách hàng chỉ mua 2 viên thuốc thôi. Khách hàng chỉ tới để dán và miếng cái băng cá nhân thôi. Tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ làm lại. Bây giờ các em sẽ làm lại, các em nhìn với một cái góc nhìn khác, là góc nhìn chuyên nghiệp. Và chúng ta còn những bài học tới là cái bài kiểm soát cảm xúc. Chúng ta còn bài đó là xử trí các tình huống để các em chuẩn bị thi đó. Cho nên là thầy hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cách nhìn khác. Không sao cả. Ở trên đời này thì sẽ có nhiều lắm. Ví dụ thầy nói các em nghe này nha. Bây giờ các em sẽ nói cái cách này nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển hơn rất nhiều. Bây giờ khi mà mình nói người lớn tuổi á, bác cho cháu hỏi là bác có dùng thuốc đúng theo y lệnh của bác sĩ không? Ông trả lời rằng có liền. Tại sao? Một con người là 78 tuổi mà mình có 28 tuổi mình hỏi thì đương nhiên là nhỏ hơn con người ta 60 tuổi mà. Nhỏ hơn ông đó 60 tuổi mà nhỏ hơn con của ông nữa. Bây giờ nếu mà ông nói là ông không tuân thủ thì mình có thể nói nặng nói nhẹ không sao được. Không để một đứa con nít mà đi nói nặng nói nhẹ mình, cho nên ông buộc lòng phải nói là có. Và tới chừng mà thầy đọc các tài liệu bên Mỹ thì mới giật mình, ở bên Mỹ cũng vậy đó. Ở bên Mỹ khi mà mình áp người ta vô cái thế, người ta buộc lòng người ta phải nói dối. Hỏi là bác có uống thuốc theo y lệnh của bác sĩ không? Bác ông sẽ nói rằng là có. Còn bây giờ cách chúng ta sửa lại một cách hay hơn là chúng ta hỏi thế này nè. Trên đời thì ai mà không có lúc mà đi trời mưa mà quên đem cái dù? Ai mà không có lúc mà quên uống thuốc? Vậy bác có quên uống thuốc lần nào không? Có. Tại vì ông nghĩ là ông là một người bình thường. Không phải là một cái người mà lập dị, không có bất thường gì hết trơn. Cho nên mình nói câu đó sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hỏi câu đầu mình mồi trước, mình gài trước. Ai mà không có lúc là đi mưa mà không có đem cái áo mưa? Ai có lúc đi trời nắng mà không có đem cái dù? Ai mà không có lúc mà uống thuốc mà quên uống thuốc? Vậy bác có quên uống thuốc bao giờ không? Có chứ, sao không có cháu? Thì bác cũng như bao nhiêu người khác thôi. Đơn giản vậy nha. Rồi, cảm ơn em Hoàng Phúc. Chúng ta tiếp tục, em khác mời em Trần Thị Xuân. Mời Xuân. Dạ thưa thầy, nãy giờ các bạn cũng nói về nhiều đề tài về ở quầy thuốc đó thầy.
Rồi. Thì giờ em này nói chung vấn đề ngoài xã hội nhưng mà trong gia đình. Okay. Nhưng mà nói chung là không không có nói xấu mẹ chồng hay là gì, nhưng mà em sống với mẹ chồng, với ba chồng. Nhưng mà nói chung là do những cái lúc mới về mình không hiểu là do mẹ thì có mê tín dị đoan. Nên nhiều lời khi có những cái lời, có nhiều khi khi mà mình nói ra, ví dụ như bữa đó đi khám bệnh đi, nói mẹ rảnh thì con chở mẹ đi, thì mẹ dở sổ ra, mẹ nói không được, hôm nay là ngày này thì với mẹ không đi được. Thì lúc đầu thì mình cũng còn cãi bước, mình cũng nói mẹ cứ tin lấy cái này kia, nhưng mà qua nhiều lần, nói chung là đến khi ở lâu năm rồi thì mình biết là cái đó là giống như là cây trong cái tâm của mẹ rồi. Mẹ tin vô mấy cái đó rồi, mẹ tin thầy này kia. Nên bây giờ mà mỗi khi có cái chuyện gì mà nói về, ví dụ như nói về mẹ đi, mà mẹ nói hôm nay không tốt, rồi bắt đầu em không cãi nữa, em biết cái đó là không không nói nữa. Dạ. Rồi bây giờ thầy sẽ có ý kiến về cái câu, cái phần chia sẻ của em Trần Thị Xuân, của em Xuân nha. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà cái vấn đề văn hóa, tín ngưỡng, niềm tin nó cũng ảnh hưởng rất nhiều trong cái mối quan hệ giao tiếp, và trong đó có cái quan hệ giao tiếp là giữa mẹ chồng với nàng dâu ha. Rồi bây giờ thầy sẽ chia sẻ thế này. Có thể mình sẽ dùng cái tình cảm để cảm hóa người lớn tuổi, và câu nói về để các em nhớ trong đầu, nhớ lại mà để rút kinh nghiệm nha. Chúng ta không có được quyền lựa chọn cha mẹ. Nói câu đó các em hiểu rồi đó. Chúng ta không có được quyền lựa chọn cha mẹ. Chúng ta không cũng không thể nào mà điều chỉnh sức gió, mà chúng ta chỉ cần thay đổi cái cách điều chỉnh cái cánh buồm để cho chiếc tàu của mình đến nơi bình yên. Nghe kỹ nha. Chúng ta không thể nào làm thay đổi sức gió. Ví dụ bây giờ bão ngoài khơi nó là bão cấp 12, cấp 13. Chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta chỉ điều chỉnh cánh buồm để cho chiếc tàu nó không có bị lật, và chúng ta đi trở vào trong bờ một cách bình yên. Như vậy đối với quan hệ giữa con cái với cha mẹ cũng vậy. Có dịp nào đó thì sẽ nói rõ luôn, kể cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu như thế nào, để chúng ta có thể tìm ra những cái một số giải pháp hữu hiệu. Nhưng mà trước mắt thì chỉ nói vắn tắt vậy thôi. Bây giờ chúng ta chỉ điều chỉnh thôi. Và với lúc nào đó thì lúc nào đó thì sẽ cảm hóa được người lớn tuổi. Giang sơn thì dễ đổi mà bản tánh thì rất khó dời. Cho nên chúng ta không thể nào mà thay đổi cái bão tố được. Chúng ta chỉ điều chỉnh cánh buồm ha, để tới nơi bình yên. Rồi cảm ơn bạn Xuân. Cảm ơn Xuân. Tiếp theo mời em sẽ thì xem còn những em nào mà chưa được gọi tên. Lương muốn phát biểu không Lương á? Dạ có thầy ơi. Rồi mời Lương phát biểu. Dạ. Em chào thầy và chào các bạn ạ. Em muốn chia sẻ với một câu chuyện như thế này mà đến bây giờ thì bản thân vẫn còn thấy day dứt ạ. Cái lúc đấy là em mới đi thực tập ở nhà thuốc, thì một cái lúc đấy là khuya rồi, khoảng 12 giờ hoặc là 1 giờ đêm thì có người gọi cửa và mua thuốc. Thì bọn em thì mới thực tập nên là cũng không biết là như thế nào, nên là mở cửa cho người ta vào. Và sau đấy là bị, nói chung là chắc là em cũng nghĩ là nghiện thôi, lấy một số đồ đạc và thuốc men với cả một ít tiền nữa. Thì cái chuyện này thì sau đấy thì cũng báo công an các thứ, nhưng mà người ta chỉ đến người ta giải quyết sơ sơ thôi, rồi cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, và cũng không tìm được cái đám người kia. Sau đấy là khoảng 2-3 tháng sau thì có một người gọi cửa, mà bọn em lại cũng nghĩ là cũng giống cái tình trạng như là lần trước, nên là bọn em sợ cũng không dám mở cửa nữa. Sau đấy là người ta đi. Và khoảng 10 ngày sau thì là cái người gọi cửa đấy đến và nói chuyện là cái tối hôm đấy là con người ta bị sốt. Và cái bé này thì cơ địa của nó là sốt, là bị co giật, mặc dù là sốt nhẹ cũng co giật, nên là muốn đến cửa hàng mua thuốc mà lại không bán. Mà trong cái đấy là người ta là khách hàng thân thiết và mua cũng hay mua thuốc và các thực phẩm chức năng. Nói chung là cả gia đình người ta là đều mua ủng hộ. Nhưng mà bọn em có giải thích là ý là cũng đã một lần bị như vậy nên là bọn em sợ. Sau đấy là người ta nói là bán thuốc mà không có tâm, ý là phải thừa, y tế là phải cấp cứu 24/24, vậy mà các cô lại lo là
bảo toàn cái cửa hàng này thôi mà để mặc tính mạng như thế thì con người ta co giật, thì nói chung là con người ta cũng sót, và từ đấy trở đi thì người ta không bao giờ quay lại cửa hàng của bọn em nữa. Thì cái chuyện này thì nói, bọn em cũng đúng thật là đến bây giờ là em không còn bán ở nhà thuốc nữa, nhưng mà cái câu chuyện này em cũng vẫn còn suy nghĩ mãi. Trong cái cuộc sống mà nó vàng thao lẫn lộn, mình không biết đường nào mà nở trên vàng thao, vàng với lại thao lẫn lộn, đúng là cũng khó ha, cũng khó. Bây giờ mình đi ngoài đường đó mà người ta nói là có gian, mình nghe thì mình nghe có lẽ cũng được, bởi vì người ta cần cho người ta có gian. Nhưng mà chở người ta đi một đoạn thì ông chồng ông tới, ông nói là tại sao mà đi lại cua bà vợ của ông. Ông nhảy xuống quánh mình, ông đánh mình, thì mấy người khác người ta không can vô, bị người ta nói là đây là cái chuyện ghen tuông. Thì sau đó đồng bọn nó sẽ lấy chiếc xe nó dọt luôn mất tiêu, mất luôn chiếc xe. Tức là một cái dàn cảnh rất là khéo. Cái người kia đi là có ăn mà nói là không có tiền, bây giờ không có đi xe buýt không có gì, mất tiền, tụi nó móc túi trần, giờ không có tiền đi, thì cho có gian chút xíu thôi. Vừa lên có gian chạy một khúc thì cái người khác chạy theo nói tại sao mà nó dám chở vợ của người ta đi, đánh ghen. Mà khi đánh ghen thì mọi người không ai dám nhảy vô, chuẩn bị cái chuyện đó chuyện cá nhân. Rồi xong rồi tới người ta bỏ người ta đi thì bắt đầu nó đồng bọn nó đem đẩy cái xe dọt mất tiêu. Đang loay hoay để mà cãi. Tôi chở đi chứ đâu phải tôi, có phải là bồ bịch gì đâu. Cãi xong lấy xe dọt mất tiêu. Thì những câu chuyện mà vàng thao lẫn lộn đó thì đúng là trong cuộc sống là rất khó rồi. Rất là khó rồi ha, khó rồi. Thì có lẽ em cũng không có nên quá là cái bây giờ phải là băn khoăn nữa. Tại vì thực ra đó người ta trách mình như vậy thôi, chứ những nhà thuốc khác người ta đóng cửa người ta đi về thì đâu ai trách được đâu, phải không ạ? Tại vì mình mở cửa mình còn ở đó thôi, thì câu chuyện đó thì cũng khó. Bởi vì nếu mà người ta vô mà người ta lụi con dao cho mình để người ta lấy đồ mà người ta không có lấy bình thường mà người ta lụi mình con dao, thì lúc đó nó còn tệ hại hơn nữa, nó hệ lụy tới gia đình mình sẽ đau khổ, thì rất là nhiều thứ. Cho nên trong cái vàng thao lẫn lộn này mình cũng phải hết sức thận trọng. Bây giờ trong tình huống đó thì mình sẽ hỏi bây giờ là mình phải thử nha. Thầy cũng có một trường hợp thế này, người ta tới người ta cũng mua thuốc, mua bao cao su nửa đêm vậy đó, bao cao su nửa đêm mà mình nằm mình trực đó. Cái thầy mới hỏi là bây giờ hết cái loại cao su mà thường rồi, chỉ có loại bao cao su của Nhật, giá nó mắc gấp nhiều lần hơn. Một cái bình thường cái kia là có 500, ở này tới 2.000 đồng, ta bỏ chạy liền. Thì nhiều khi mình lại có những cái chiêu khác đó, mà mình nói mà người ta phải chấp nhận, người ta mua cái đó thì mình bán cũng ấy thôi. Hoặc là người ta mua những cái kim chích, những cái dây chuyền này, cái kim chích buổi tối, chích rót này kia, đúng là khó ha. Rồi cảm ơn em Lương đã chia sẻ. Rồi bây giờ thì mời một em khác, mời em Lê Thị Bích Thủy. Bây giờ cái thời gian chúng ta cũng còn một số ít thôi nha, nhưng nào mà chưa ấy thì tham gia cho hết. Mời Bích Thủy. Dạ em chào thầy có thấy em chưa ạ? Okay. Dạ em muốn chia sẻ về một câu chuyện ở tại nhà thuốc lúc trước em đã làm đó thầy. Thì ở đó thì có một lần đó thì có cái bác đó là bệnh nhân, thì bác mua thuốc liều tại nhà thuốc. Thì ở nhà thuốc em thì thường hay viết một cái toa, ví dụ như là cái bác đó tới bác mua cái liều như thế nào là viết lại cái toa đưa cho bác đó, để lần sau mà bác đó có đem lại thì ví dụ nhân viên khác thì có thể nhìn vào cái toa đây là lấy đúng liều như vậy. Thì bác đến lần thứ hai thì bác đưa cái toa đó trúng vào nhân viên mới. Rồi trúng vào nhân viên mới thì các bạn nhân viên mới cũng nhìn theo toa đó lấy thôi. Thì lấy theo toa đó thì mà vô tình lại bị gặp một trường hợp là có một cái loại thuốc trong cái toa đó bị đổi mẫu đi. Đổi mẫu thì bác nhìn ra thấy được là cái mẫu này, ủa tôi đâu có uống loại này đâu mà lấy cái loại này cho tôi. Cô không biết bán như thế này cô kia. Rồi bác bắt đầu là bác sừng sổ lên là từ vì trưa nắng rồi, có lẽ là mệt mỏi quá rồi. Xong rồi là còn cái đạn này, tại sao tôi ghi như thế này, lần trước đã lấy như thế này cho cô rồi mà, tại sao là sai, không có sai, con không có lấy sai như vậy. Thì thì em là nhân viên cũ lâu năm rồi, thì em cũng ra em cũng giải thích cho cô. Thì cái mẹ trong quá trình giải thích thì cái bạn nhân viên mới này nè cứ đứng ở phía sau cứ dạ thưa cô, dạ con. Mà bạn càng phát ngôn, bạn vừa mở miệng ra là cô kia là bực tức, cứ càng bực tức như vậy. Thành ra là
em cũng chẳng nói được gì hết với cái cô bệnh nhân đó, là cô đó quăng thuốc cô đó đi về luôn. À, thành ra là bên em bị mất hết đó. Và cái dù em có ra hiệu cho các bạn nhân viên mới như thế này, nhưng mà vì là bạn đó là bạn muốn không muốn là để cho cái người mới nhận cho em biết là bạn đó là không thiếu kiến thức hoặc là như thế nào đó, là bạn cũng muốn là mình đúng chứ mình không có sai, nhưng mà bạn không có hiểu là bạn nói đúng không, thuốc có đúng không, chỉ khác cái tên thuốc thôi, rồi khác cái mẫu thôi á thầy, tức là cái công ty họ đổi cái mẫu đi á, họ không còn cái mẫu đó nữa, mà cũng là ví dụ như là vẫn là kháng sinh amoxicillin, nhưng mà cái amox mình ghi trong cái tờ là vẫn là amox, bạn nói đúng lấy đúng là amox rồi, nhưng mà cái amox nó đổi mẫu thì bệnh nhân người ta đâu có biết là cái đó là vẫn là amox đâu, người ta vẫn biết là người ta nói là của cái mẫu này không phải. Dạ. Như vậy thì đó cũng là một trong những cái giao tiếp phải không ạ? Làm quen ha, cái giao tiếp đó là thường lắm. Người ta tới người ta đổi thuốc, người ta tới người ta mua thuốc mà mình không có đúng cái tòa thuốc của bác sĩ kỳ, rồi các cái mẫu mã người ta đổi mà bệnh nhân thì không biết, còn nhiều thứ lắm nha. Rồi cảm ơn Bích Thủy. Rồi tiếp theo mời em Hoàng Phúc, biết là thì mời em chưa, Bùi thì Hoàng Phúc. Hoàng Phúc nãy nói rồi mà. Hoàng Phúc nãy nói rồi. Em nói rồi thầy ơi. Nói rồi mà ha, tại sao em chưa có tắt cái giơ tay rồi thầy tưởng đâu chưa? Rồi như vậy hết chưa? Còn ai chưa phát biểu không nè? Dạ, em có giơ tay mà không biết sao không được cơ thầy. Ok, rồi mời Mỹ Hằng phải không? Dạ. Ok, mời Mỹ Hằng. Dạ, em nói nhanh nha thầy, tại vì cũng sắp hết giờ. Dạ thưa thầy, vấn đề của em là cũng xảy ra ở nhà thuốc của em. Thì nhà thuốc của em nó nằm ở quận Bình Thạnh đó thầy. Trong cái giai đoạn cao điểm thì nó là vùng đỏ. Thành ra em không có ra nhà thuốc, em ở nhà thì em giao nhà thuốc cho các cô nhân viên của em bán. Thì từ tháng 7, 8, 9, 10, 4 tháng luôn. Tới đầu tháng 11 em mới ra em bán. Thì hôm thứ tư vừa rồi đó, thì có một em khách đó tới, khách khu của em là khu dân cư nên hầu như là khách quen không á thầy. Thì đem đến cho em những cái mẫu thuốc là như là Clamentin 1g, Methyrex 16 và những thuốc bổ, thuốc ho lên, thuốc lông đờm rồi thuốc ho này kia. Thì em hỏi là ủa bị cái gì mà đem mẫu ra đây kêu chị bán, thì nói là hồi tháng 7 đó em bị hai vợ chồng bị F0 đưa đi cách ly. Thì vô đó được một ngày thì gia đình đến nhà thuốc của em mua thuốc, hai vợ chồng mỗi người mua là cô nhân viên em bán cho mỗi người là một tuần lễ với cái thuốc mà em vừa kể. Thì bây giờ em đó nói là uống được một tuần thì ngày hôm sau thì em thử lại là em âm tính, em khỏe, em không uống thuốc, bác sĩ khác ở trong là em không uống thuốc. Thì em mới hỏi là ủa lúc đó em bị có triệu chứng gì không? Nó không, em khỏe, em không có vấn đề gì hết, em chỉ uống thuốc của chị Thảo cho em thôi là em khỏe. Thì bây giờ em mang mẫu tới, em mua giống như vậy cho bạn của em cũng mới vừa test ngày hôm qua ở bên cơ quan test. Thì em nói ủa mà bạn em có triệu chứng gì không mà em đã mua cái đó không? Bạn em cũng giống như em vậy đó, em mua để cho bạn em uống liền giống em, từng tuần lễ là âm tính thôi chị. Thì em mới nghĩ là ủa chưa có triệu chứng gì hết mà sao tự nhiên uống kháng viêm kháng sinh đầy đủ cho hết như vậy. Thì em nói thôi bây giờ bán thuốc khỏe tăng sức đề kháng thôi nha, giá phê ra gan hạ sốt thôi ha. Cái nói thôi bán em hết giống vậy đi, hồi đó chị Thảo bán là em thấy ok lắm rồi. Thì em nghĩ trong bụng á, Thảo là nhân viên của em, nếu như mà em không bán giống như vậy á thì chẳng khác nào em nói là nhân viên em dở, mà khu dân cư mà mình nói nhân viên mình vậy thì sao này em nó đứng sao bán được. Thì cuối cùng em cũng thấy nếu mình bán thì nó sai sai gì đúng không thầy, tự nhiên cái mình chưa gì hết mình đem kháng sinh kháng viêm ra mình bán. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng bán, em bán xong rồi em cũng có dặn là bây giờ chưa cần thiết phải uống mấy cái này đâu, rồi xong xuôi rồi là những cái gì cần thiết là em nói trước, xong rồi sau đó mình cần thiết thì mình mới uống thêm kháng sinh kháng viêm gì đó em mới báo là vậy. Rồi cái khi bà em nó đi về, nhưng mà em nghĩ là thế nào đi về là cũng sẽ uống từ đầu tới đuôi thôi chứ cũng không có bỏ ra như em đã giải thích đâu. Thì em mới gọi cho cô nhân viên á, em mới hỏi ủa sao mà khách hàng chưa có bị gì hết mà em đi bán vậy chi vậy Thảo. Thì nó mới nói với em á là lúc mà em bị là nhân viên của em cũng có bị rồi thầy, cũng là F0 thì tự điều trị tại nhà, lúc đó không có báo, tại mua cái test về thử thì thấy là tự điều trị tại nhà. Thì em đó thử ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì em có hỏi bác sĩ ở bên Thu Dung ở quận 12 đó, bác sĩ mới gửi qua Zalo một cái toa thuốc như vậy là em uống em thấy em khỏe rồi, em bán cho khách hàng của em sau này tất cả những khách hàng đến mua F0 là bán như vậy hết. Em bữa giờ em cứ mãi suy nghĩ mình học xong một kiểu mà bây giờ ở ngoài thực tế nó cũng kiểu mình có sai sai hay không, nhưng mà em vẫn bán thầy. Rồi rồi, bây giờ chia sẻ ha. Dạ. Cái vấn đề mà
cái virus đó, nó là một cái mảnh RNA, ARN khi vào trong cơ thể nó sử dụng năng lượng với lại cái ribosome của cơ thể mình để nó tổng hợp ra, nó nhân bản ra nhiều cái bản rồi đi tiếp. Thì trong lúc mà nó xâm nhập vô cơ thể mình đó, thì 80% là tự khỏi. 80% đây là trên thế giới nha. Đầu tiên là bệnh viện Vũ Hán là đã công bố trước, và trên thế giới người ta cũng thống kê đúng y như vậy. 80% là tự khỏi, không có gì hết. Như vậy cái số 80% này mới là chết người nè. Cái người đó tự nhiên là lấy xả uống vô hết, cái người khác thì xông tinh dầu hết, cái người khác thì uống bất cứ cái gì hết, uống thứ gì cũng hết. Đó là điều chắc chắn. Bởi vì không uống cũng hết mà, 80%. 15% sẽ nặng hơn và 5% sẽ rất nặng. Như vậy rơi đúng cái 5% đó thì có uống cái thứ gì cũng không bao giờ hết được. Và trên thế giới người ta đã công bố rồi, những cái kháng sinh lúc đó là không giải quyết được cái gì hết. Trừ trường hợp là bị bội nhiễm, tức là virus nó tấn công vào cái người mình bị suy giảm miễn dịch, và nó có thể nó làm giảm đi cái miễn dịch và có thể nhiễm khuẩn gọi là bội nhiễm. Là trường hợp đó phải có y học chứng cứ, phải có cái thăm khám lâm sàng chứ nhắm mắt mà điều trị như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Rồi, như vậy nó sẽ đưa đến đề kháng. Và một ngày nào đó đề kháng rồi thuốc không có thuốc trị thì lúc đó mình chỉ có bó tay mà thôi. Vì lý do đó mà chúng ta giải thích được tại sao người ta đã thống kê cho thấy rằng Việt Nam là top của 10 nước đề kháng kháng sinh cao nhất thế giới, là mình đứng trong top 10. Là hiểu tại sao rồi đó. Là tại vì mình quá cái dễ dãi với chính mình, thì một lúc nào đó là một cái mối đe dọa đó nha. Không tốt chút xíu nào trên. Nên nhớ rằng tại sao em nó nói đúng, em nó nói đúng hoàn toàn, em nó uống hết thiệt, nhưng mà hết đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu không uống cũng hết nữa. Trên thế giới người ta đã thống kê trong 3 năm vừa rồi, kinh nghiệm xương máu đã đúc kết rồi, nói rằng 80% người nhiễm COVID là bình thường. Như vậy cái bình thường đó mới là chết người ta. Trong lúc bình thường như vậy đi lây lan, đi ta bà lây lan. Và cái thứ hai là trong lúc bình thường như vậy thì uống cái thứ gì cũng hết. Cho nên thấy cái người đó mà uống trúng cái lá xoài thì nói là lá xoài hiệu quả. Uống cái người đó là uống cái chanh dây thì nói là chanh dây hiệu quả. Cái người đó uống là ốp măng tin thì nói ốp măng tin hiệu quả. Như vậy là nói sai. Bởi vì người ta không biết, thành ra mình không thể nào mà mình đi theo đuôi người ta được, mà phải dẫn người ta đi chứ không theo đuôi. Đó là cái chỗ đó, lý do tại sao là như vậy, hiểu không ạ? Yeah. Rồi, tuy nhiên cũng khó cho mình. Cái khó mà thầy rất thông cảm cho các nhà thuốc đó. Nếu mình không bán, người ta qua nhà thuốc người ta bán thì coi như nhà thuốc mình là nhà thuốc chảnh, và mốt đừng có hồng mà còn, còn là coi như sập tiệm đó. Cho nên cái đó là cái của một xã hội, của cả một cái hệ thống y tế, chứ không phải là của riêng ai đâu, mà cả vấn đề, một vấn đề nhức nhối của xã hội. Mà trong tương lai thì người Việt Nam mình sẽ là lãnh đủ. Bây giờ có hai cái cao mà mình lo. Một là đề kháng kháng sinh cao nhất trong top 10. Hai là ung thư cao nhất, cũng là nằm trong top 10 người mấy thôi. Ung thư cao nhất là cũng vì có sự dễ dãi thôi. Thiếu hiểu biết là một chuyện, mà còn dễ dãi là một chuyện. Đáng lẽ mình phải mạnh dạn từ chối thì không từ chối được, đúng không? Cho nên đó là một cái trách nhiệm của cộng đồng, trách nhiệm của các cái cơ quan hữu quan, chứ không riêng gì một dược sĩ. Một con én không làm được mùa xuân, mà phải có nhiều con én mới được, phải không ạ? Rồi, cảm ơn em Mỹ Hằng. Bây giờ thầy hỏi lại còn ai chưa phát biểu chuyện này, chúng ta kết thúc của chuyện hôm nay. Dạ, mời em. Dạ alo. À, Linh hả? Linh từ nãy em có phát biểu gì chứ? Dạ em có phát biểu rồi, nhưng mà qua cái câu chuyện của chị vừa hỏi á, em hỏi ý kiến này nè. Okay. Thật sự là nhìn quầy thuốc của em cũng gặp rất là nhiều trường hợp như thế. Tức là bác sĩ sẽ cho to về do những bệnh nhân đã điều trị trong cái khu cách ly rồi. Nhưng mà thì cái người nhà lại cho người nhà cái to y vậy, kêu mua y vậy để uống. Nhưng mà mình giải thích cũng không nghe. Vậy thì có cái biện pháp hay là có cách giải thích nào thật là thuyết phục để mà mình thuyết phục cái bệnh nhân không này? Chứ thật ra nhiều người, nhiều khách hàng người ta không biết, mình giải thích người ta không chịu nghe. Rồi mình như thầy nói không bán thì cũng ngạt, mà bán thì cũng ngạt. Nên là có cách nào mà thầy hướng dẫn tụi em để mà mình tư vấn cách hiệu quả nhất được không thầy ạ? Bây giờ có cái cách mà mình làm cho hết cái lương tâm mình thì mình sẽ đỡ ái nói.
thì mình sẽ tư vấn cho người ta. Còn nếu cuối cùng mà không được thì là mình chịu, bởi vì cái mình sống trong một cái xã hội mà là chúng ta không thể nào làm thay đổi được, một con én không thể nào làm được mùa xuân được. Cho nên cái vấn đề đó là, nhưng mà cái vấn đề là mình ngủ cho nó giấc ngủ mình nó yên tâm, không có mộng mị, là mình đã làm tròn trách nhiệm của một người dược sĩ, là mình sẽ nói, mình phải nói ra tiếng nói của mình, là còn nghe không là quyền của người ta, ít nhất là mình phải có cái quyền nói ha, thì cũng phải tư vấn. Rồi mời em Hà phải không? Hà có phát biểu chưa Hà? Dạ. Dạ. Thầy thấy em. Mời Hà. Mời Hà. Dạ. Dạ thầy, em muốn chia sẻ một chuyện này thầy. Tại vì em thì ở một nhà thuốc, nói chung thì em bán thuốc em rất là chiều khách. Nhưng mà có một buổi sáng có một cái người khách này, nói chung là thường xuyên là cứ đi dõi giá. Mà giá thuốc giả sử một dĩ nó là 8.000, em hạ xuống 6.000. Nhưng mà là em bán là nói chung là không đủ vốn nữa, nó cũng không có lời. Rồi sao em nói chung là em cũng rất là bực bội. Em cứ nói là nhà thuốc Linh bán rẻ hơn, mà em đã hạ giá xuống là 2.000 một dĩ rồi. Cái em bực quá, em nói vậy thôi, chỗ đó rẻ thì chị đi qua bên đó mua đi. Là nói chung là yếu tố nguy hiểm của em đó là tại vì em cũng không kiềm chế được, nhưng mà kiềm chế để mất một cái khách hàng, nhưng mà em cũng không biết sao, tại vì thường xuyên là cái người khách này cứ đi lại em là dọ giá vậy đó, em không có bán được lần nào hết. Em cũng biết là em cũng suy nghĩ, nhưng mà em không có biện pháp nào mà để mà bán cho người khách thì được một lần, có nghĩa là đã nhiều lần rồi thầy. Rồi rồi, thầy sẽ nói em nghe cái cách người ta, cái nghệ thuật của, không phải nghệ thuật mà cái chiêu của một số người nha. Dạ. Khi người ta cầm cái đơn thuốc của người ta hỏi cho tôi biết cái thuốc này là bao nhiêu tiền, tâm lý là người ta hỏi cái thuốc mà mắc tiền nhất người ta hỏi, cái mà người ta biết giá, cái mà mắc tiền nhất người ta hỏi. Thì dạ, thuốc đó là 100. Dạ. Nhà thuốc trả lời là 99.000. Tại sao vậy? Rồi bán cho tôi hết cái toa luôn. Như vậy người ta sẽ lấy cái tiền khác người ta bù lại. Bây giờ lần sau em sẽ làm cái cách đó. Hiểu không ạ? Thầy hiểu rằng cái chỗ nhà thuốc khác người ta làm một cái chiêu đó, là khách hàng cầm cái toa thuốc tới, người ta hỏi một trong 10 thứ thuốc đó, cái toa thuốc nó có 5 thứ thuốc chẳng hạn, người ta hỏi một thứ thôi, vì cái đó người ta biết giá, cái đó người ta mua thường xuyên, cái đó là nó có giá trị mắc tiền nhất người ta hỏi. Rồi nếu mà mình nói cái là người ta sẽ mua cái còn lại. Cho nên nếu vì lý do có thể nói rằng cái thuốc này á thì nói cho rõ luôn nha, cái thuốc này đó. Mà bây giờ nếu vì mà anh muốn là cái giá mà anh lấy thì thôi, lần này tôi có thể bán cái giá này cho anh được, là người ta đồng ý, người ta mua hết cái toa thuốc thì mình lấy cái số tiền mình kia bù, lấy thu bù chi cũng được, không có sao hết. Chứ giờ sao giờ? Đây là mình đi với mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, thì buộc là mình phải. Tại vì cái người đó rồi cũng sẽ làm cái trò đó, mà vậy mình làm vậy nó cũng có gì sai? Bởi vì mình bớt giá thì phải mình lên giá đâu. Nghe kỹ nha. Dạ. Người ta đổ mình thấy không có vấn đề là ảnh hưởng tới cái nền kinh tế quốc phòng thì mình đồng ý. Thôi được rồi, nếu mà anh cảm thấy rằng là tôi bán đắt thì thôi, bây giờ anh cho rằng bây giờ anh cứ đi dò giá nha, nhưng mà trước hết thì tôi đồng ý bán này cho anh, và anh cứ đi coi cái chỗ nào bán rẻ hơn nha. Lần sau anh quay lại đây. Dạ. Anh nói người ta nói vậy thôi, mua cái toa thuốc đi, chắc chắn người ta sẽ mua hết toa thuốc. Và cái trò đó là sẽ bị cái trò đó sẽ bị ngoài thôi, thì mình có thể làm cái cách đó nha. Rồi cảm ơn các em thì em cảm ơn thầy. Buổi nay thì thầy có một cái buổi rất là đặc biệt để mà cho các em phát biểu rất là nhiều. Những buổi tới thì căn cứ nơi cái sự hiểu biết của các em, thầy sẽ có những cái bài dạy nó đưa ra những tình huống phù hợp với các em hơn, và từ đó các em có thể sử dụng nó để trong kỳ thi cuối khóa. Rồi bây giờ còn ai chưa phát biểu thì nói luôn cho thầy biết. Bây giờ ai chưa phát biểu kết thúc luôn đi. À, em. Rồi em đó, ai đó? Em đó thầy ơi. Rồi bây giờ còn ba em phải không? Hòa Thuận thầy ơi. Hòa Thuận nữa phải không? Rồi nói đi. Kiều Loan nói đi. Nói hơn có kịp giờ hôm nay không thì để lần sau tụi em nói cũng được thầy. Lần sau chủ đề khác tụi em nói cũng được. Đúng rồi. Thôi vậy đi. Dạ.
Dạ, vì em sợ kéo dài quá thì cái sự nghe nó cũng mệt mỏi, nó cũng mất hay đi ạ. Đúng rồi. Cái câu chuyện nó đang hấp dẫn vậy mà mình nói vô sự nhiều khi nó đang mọi người đang nghe vậy thì sợ nó thiếu, nó uổng đi phải không ạ? Dạ. Các em chuẩn bị là các em chuẩn bị những bài này thì trong những buổi tới thầy sẽ mời lại các em để tham gia. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Chúng ta đây nha. Dạ rồi em. Chào em. Thầy ạ. Dạ. Dạ. Chào thầy. Thầy buổi chiều vui vẻ. Rồi. Nice weekend. Dạ. Rồi, tổng chào. Dạ. Dạ em chào thầy. Rồi, chào. Cái này mẹ hỏi đi.